Chương 961, không có để ngươi mạnh như vậy a. À. Không chỉ là Liễu Triền Phong có chút hoảng hốt, toàn bộ nội thành chu vi công các đại quân. Từng cái đều là hai mặt nhìn nhau, từng cái đều là kinh ngạc hướng phía phía trước trận pháp màn. Hình nhìn sang, trong đầu một đoàn bột nhão, trước mắt tình huống. Để bọn hắn không có cách nào lý giải, theo đạo lý, Liễu Triền Phong đều đã xuất thủ. Nương theo lấy bọn hắn bên này liên thủ tiến công, trước mặt trận pháp phòng ngự cường độ hẳn là càng ngày càng yếu mới đúng làm sao theo thời gian chuyển rời trước mặt trận pháp phòng ngự cường độ ngược lại là càng ngày càng mạnh đâu thành bên ngoài liên hạo đồng dạng là nhíu chặt mình lông mày nhìn chăm chú trước mặt nội thành trận pháp bảo vệ trong lòng có chút không khỏi bực bội bực này đại cục cũng sớm đã mưu đồ rất những nhiều năm bọn hắn những người này ẩn núp lâu như vậy bây giờ cuối cùng là có 5 tên nữ đế với tư cách thời cơ có thể động thủ. Chỉ có thể thành công không thể thất bại, động thủ trước đó. Bọn hắn cân nhắc rất nhiều tình huống, nhưng bây giờ rất nhiều chuyện. Có chút thoát ly khống chế. Không có nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch tiến hành. Để hắn nội tâm 10 phần tâm thần bất định, luôn luôn muốn lo lắng có thể hay không xuất. Hiện biến cố gì, nghĩ đến cái này địa phương liên hạo. Lần nữa hướng phía sư phụ của mình Hoàng đạo Tôn phương hướng nhìn sang. Hắn đều đã có thể dự liệu được. Mình vị lão sư này khẳng định phải lộ ra đắc ý. Trêu tức biểu lộ, dù sao lúc trước mình quẳng xuống ngoan thoại. Lời thề son sắt, có thể khi hắn ngẩng đầu hướng phía Hoàng đạo Tôn nhìn sang thời điểm. Ngây ngẩn cả người, bởi vì chính mình vị lão sư này trên mặt. Giống nhau là chấn kinh ngạc nhiên biểu lộ, đối mặt trận pháp này cường độ đề thăng nhìn qua so với chính mình còn giật mình không đơn thuần là hoàng đạo tôn bên cạnh đại đức đế tuyết hán đồng dạng là toát ra giật mình biểu lộ nội thành trên tường thành bị kinh ngạc đến hai người trầm mặc thật lâu cuối cùng vẫn là hoàng đạo tôn trước tiên mở miệng hướng phía bên cạnh tuyết hán nhìn sang tử việt phong đứa nhỏ này làm cái gì đây trận pháp làm sao càng ngày càng mạnh tuyết hán cũng nhẹ nhàng lắc đầu giờ khóc giờ cười ai biết được Long khâu đạo tiểu tử này đều đi theo đi vào thượng giới. Hắn bản sự ngươi cũng không phải không biết tăng, thêm còn có La Tiền bối dạng này tồn tại tại bên cạnh, lấy từ Việt Phong tiểu tử này thiên phú. Hai người ở bên cạnh không ngừng chỉ điểm. Trận pháp tạo nghệ tăng lên điên cuồng cũng hợp lẽ thường a, à chỉ là để cho người ta nghĩ không ra là hắn trận pháp này tạo nghệ sau khi tăng lên. Thế mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong dùng đến dưới mắt trận pháp này bên trong. Giảng đến nơi này, Tiết Hán cũng là có chút đau đầu từ Việt Phong trận pháp tạo nghệ phương. Diện đạt được đề thăng, đương nhiên là sự tình tốt nhưng cùng bọn hắn kế hoạch. Giống như có một chút khác biệt. Hoàng đạo tôn lo lắng địa phương, cũng chính là ở chỗ này, nếu là đánh lâu không xong. Liền sợ đám người này lo lắng chậm thì sinh biến, sớm rời đi liền phiền toái, vạn nhất còn có âm thầm người không có lộ diện, không có bị hấp dẫn tới lời nói, càng thêm phiền phức. bọn hắn lần này kế hoạch chuẩn bị làm sự tình chính là muốn đem địch nhân một mẻ hốt gọn dưới mắt Tử Việt Phong làm sự tình rất dễ dàng làm cho đối phương nhìn mà phát khiếp bớt. quá như người loại này lo lắng hẳn là dư thừa. Tiết Hán cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, đối phương bỏ ra như vậy nhiều đại giới làm sao có thể có thể dễ như chờ bàn tay lui bước đâu, ngược. Lại là tử Việt Phong cử động, còn có ý nghĩ không ra kết quả. Tỉ như bức bách bọn hắn đánh ra càng nhiều át chủ bài, nói. Đến đây cái địa phương, tiết hán tự hồ là có cảm ứng. Chậm chạp ngẩng đầu hướng về một phương hướng nhìn sang, có chút nhấc lông mày ra hiệu, nhìn. Đây chẳng phải xuất hiện sao? mươi 962, phá. Hoàng đạo tôn thuận tiết hán chỉ vào phương hướng nhìn sang quả nhiên phát hiện lạ lẫm thân ảnh, chỉ thấy cái này đến cái khác người. Bỗng nhiên là từ âm thầm xuất hiện. Đi tới liễu triền phong bên người, chờ bọn hắn đến liễu triền phong bên người về sau. Hướng phía hắn hơi sau khi gật đầu. Chính là bắt đầu bộc phát tự thân chiến lực, đại đạo oanh minh, linh khí trương chấn động. Đến từ tàng võ đặc biệt khí tức hiện ra mà lên, đợi đến bọn hắn toàn lực bộc phát về sau. Trên thân ngụy trang cũng là tiêu tán theo hiển lộ ra nguyên bản bộ dáng đó là tàng linh không có chủng tộc duy nhất thuộc về tàng võ mà khi bọn hắn triệt đề bại lộ về sau tàng linh thiên địa áp chế lực cũng là tùy theo nổi lên trấn áp bọn hắn trên thân mặc dù như thế bọn hắn hiển lộ ra uy năng vẫn là để người ngạc nhiên tàng võ vị cách thần linh lần này bạo lộ ra khoảng chừng ba vị đối với cái này thấy cảnh này hoàng đạo tôn cùng tiết hán cũng là không khỏi không cảm khái tàng võ nội tình thâm hậu có được so với bọn hắn tàng linh vẫn là nhiều lắm nếu là đi qua lời nói hai người bọn họ còn sẽ không có nhiều như vậy cảm khái thẳng đến là gặp được la huyền từ hắn trong miệng biết trước kia sự tình về sau tiết hán cùng hoàng đạo tôn mới biết được đi qua xa xưa tàng linh đế quốc lại là như vậy không tầm thường cái gọi là tàng võ Bất quá là tàng linh chia ra đi một phần nhỏ mà thôi, chỉ tiếc nguyên nhân không rõ. Tàng linh xa xôi đi qua, không biết bị cái gì trọng thương. Suy bại đến bây giờ tình trạng, ngược lại là đã từng chia ra đi tàng võ. Có được càng mạnh thực lực, thậm chí vị cách thần linh. Đối với tàng linh đến nói 10 phần trọng yếu trung kiên chiến lực. An bài thời điểm đều muốn cẩn thận châm trước kết quả đến tàng võ bên này lại là có thể tùy tiện vận dụng, ném đến tàng linh bên này ẩn núp. Giấu mà bất động hồi lâu, đây là cực kỳ có phong hiểm hành vi. Có thể ẩn nấp võ lại an bài nhiều người như vậy. Có thể thấy được hắn thực lực dưới đáy nội hàm cường hãn đến mức nào, nếu không phải là cổ hoa. Vị diện hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực lời nói. Chỉ sợ cục diện sẽ càng thêm hỏng bét, cũng may trước có nhân hoàng tử cực vô địch sau có nữ võ thần đế cơ ngưng quang, để tình hình đến dị dạng ổn định tình hình. Thẳng đến mặt khác bốn tên nữ đế xuất hiện, còn có tiêu thiên tồn tại. Mới khiến cho bọn hắn chân chính trên ý nghĩa thấy được hy vọng cùng quang mang, bọn hắn suy. Nghĩ rất nhiều thời điểm, không chung, liễu triền phong bên người bỗng nhiên xuất hiện tàng võ. Vị cách thần linh, đã là đem mình lực lượng. Hướng phía liễu triền phong trước mặt bảo châu quán chú đi vào, bảo châu bên trong vẫn như cũ là có thanh phong lưu truyền. Vù vù âm thanh hiển hiện về sau, bảo châu bên trong thanh phong, lần nữa hóa thành lưỡi dao. Hướng phía cách đó không xa nội thành trận pháp bình chướng bên trên oanh kích tới, lần này. Bảo châu bộc phát ra trong công kích tích chứa đến từ tàng võ lực lượng. Để bốn phía không gian cũng hơi lắc lư, nổi lên gợn sóng, không hợp nhau. Mà chính là loại này không hợp nhau, ra chỉ cái kia phá trận chi lực đông lần này bảo châu bên trong màu xanh phong nhận lần nữa hung hăng va chạm vào trong thành trận pháp bình chướng phía trên bộc phát khủng bố lực trùng kích để cái kia trận pháp bình chướng phía trên hiện ra dạng nứt đường vân đồng thời đang không ngừng khoách tán ra lại đến liễu triền phong đột nhiên quát tăng nhanh linh khí quán chú bên cạnh tàng võ vị cách thần linh cũng là tùy theo xuất thủ cái kia lạnh thấu xương màu xanh phong nhận cũng là lại lần nữa nổi lên hiện ra ở giữa không trung ở trong ầm vang rơi xuống kịch liệt tiếng oanh minh lại một lần nữa bạo phát ra đem trong lúc này thành trận pháp bình chướng gắng gượng đánh tan nội thành trận pháp bài trừ bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ có oanh minh dư âm còn có cái kia trận pháp vỡ vụn xoạt xoạt tiếng vang sau một khác gieo hò tiếng gầm gừ cũng là tùy theo vang vọng mà lên thành phá đại tiến công Chương 963, có phải hay không địa phương nào sai lầm. Toàn bộ giữa thiên địa, khắp nơi đều là nhảy cẫng hoan hô âm thanh, bọn hắn hành động lần này. Trước sau đều 10 phần thuận lợi, gặp phải bất kỳ tình huống gì. Đều có thể giải quyết dễ dàng, chỉ có trước mặt cái này nội thành trận pháp bình chướng. Bị trình độ nhất định ngăn trở, với lại nguyên bản Liễu Triển Phong xuất thủ về sau. Trước mặt trận pháp bình chướng sắp cáo phá thành công tiến vào nội thành lại là nội thành từ việt phong chủ động xuất hiện xuất thủ đem trước mặt nội thành trận pháp phòng ngự tăng lên trên diện rộng ngăn lại bọn hắn tiến công tiết tấu nếu không phải là tiềm ẩn tàng võ vị cách thần linh sớm xuất hiện mấy vị xuất thủ đem trước mặt nội thành trận pháp bình chướng đánh vỡ lời nói cũng không biết lúc nào mới có thể đem trước mặt trận pháp bài trừ trước mặt nội thành trận Pháp thành công bài trừ về sau, bọn hắn cũng là thời điểm tiến vào bên trong. Cầm xuống cái kia năm tên nữ đế, không chung. Liễu Triền Phong nhìn thấy nội thành trận pháp triệt để bài trừ. Đại biểu cho trận pháp đầu mối then chốt điện đường, triệt để vỡ vụn về sau. Trong mắt thần sắc cũng là lộ ra lửa nóng cảm xúc, rất hiển nhiên. Lần này cuối cùng là phải có điều kết quả, khởi sự sau khi thành công. Bọn hắn cùng tàng võ là theo như nhu cầu hắn sẽ thành lập được bất thế công lao sự nghiệp trở thành mình trong suy nghĩ chân chính đỉnh phong tồn tại bất quá cảm xúc bành trướng liễu triền phong nhưng lại không có tiến lên hoặc là vì vậy mà tâm động chỉ là vẫn như cũ đứng lặng tại mình hoàng kim khung xe phía trên quan sát phía dưới ngắm nhìn cách đó không xa nội thành lưu sơn phủ nội thành đồng dạng là rộng lớn vô cùng chỗ xa nhất một bên khác hắn cũng không phải là có thể nhìn rất rõ ràng bất quá căn cứ đưa tin lệnh bài truyền lại trở về nội dung đến xem lời nói cũng hẳn là là bắt đầu hướng phía nội thành tiến công tại bên cạnh hắn đầu đinh nam tử nhìn thấy bốn phương tám hướng tràn vào nội thành đại quân hướng phía bên cạnh liễu triền phong nhìn sang thiếu ra chúng ta không đi vào sao không nóng này trước xem tình huống một chút lại nói liễu triền phong tâm tình mặc dù khuấy động cũng không có bao nhiêu sốt ruột rất đơn giản Lúc trước nội thành trận pháp bình chướng còn không có công phá thời điểm. Địch quân cử động 10 phần cổ quái, để hắn có chút nhìn không thấu. Cho nên muốn lại muốn nhìn xem, cùng Liễu Triển Phong có đồng dạng cử động người. Liên Hạo cũng là một trong số đó, hắn vẫn như cũ là ngẩng đầu hướng phía nội thành tường thành. Phương hướng nhìn sang, mắt thấy sư tôn Hoàng đạo tôn có một chút cẩn thận. Nội thành trận pháp đã là phá, xung quanh một số người nhân thủ đã bắt đầu hướng phía phía trước phát khởi tấn mãnh tiến công. Có chỗ ý nghĩ lần này bọn hắn hành động mười phần phức tạp, thưởng phạt quy tắc cũng rất nhiều. Thiên kỳ bách quái liên hạo không vội mà chém giết vào, yên lặng theo dõi kỳ biến chỉ là hắn không hiểu làm sao đều đến lúc này. Lão sư hoàng đạo tôn vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh đứng tại bên kia, chắp hai tay sau lưng tại cái kia hoàn toàn không nhìn những cái kia chém giết tới đại quân, cho người ta cảm giác. Thật giống như có biện pháp, nhẹ nhõm ứng đối bọn hắn đồng dạng, liên hạo gắt gao nhìn chăm chăm. Nội thành phía trên thân ảnh, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Đối mặt đây giống như nước thủy triều đại quân, đối phương sẽ xử lý như thế nào? Oanh, 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 từng đạo tiếng oanh minh, đột ngột nổi lên. Đồng thời rất nhiều đặc thù đại đạo chi lực nổi lên, thậm chí, giữa thiên địa lực lượng cũng là bắt đầu phơi bày ra hướng phía nội thành khu vực trấn áp tới cơ hồ tất cả mọi người đều đã nhận ra vấn đề chỗ đó là tàng võ thế hệ bộc phát về sau thế giới chi lực áp chế lại cảm giác có thể dạng này cảm giác vì sao lại tại nội thành phương hướng nổi lên lúc này đã có người tấn công vào đi nhanh như vậy sao chuyện gì xảy ra bỗng nhiên chuẩn bị đánh vào nội thành người bỗng nhiên lên tiếng kinh hô bởi vì bọn hắn phát hiện tàng võ người, mặc mộc mạc phải báo. Lăng không xuống, ngăn ở bọn hắn trước mặt tàng võ người, tại thủ thành. mươi 964, đan hoàn vào miệng. Ban đầu, hướng phía nội thành phương hướng xông tới giết đám người. Đều đang hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, một số người càng là dùng linh khí chấn động. Tự thân, ý đồ để cho mình trở nên càng thêm thanh tỉnh một chút, cũng có người xoa mình hai mắt lại cẩn thận hướng phía phía trước nhìn sang hy vọng đây hết thảy đều là ảo giác nhưng phi thường đáng tiếc trước mặt hiện ra tất cả đều là thật sự quả thật là tàng võ tồn tại ngăn ở bọn hắn trước mặt nhân số cũng không nhiều lại từng cái đều là tinh nhuệ có được vị cách thần linh tồn tại cũng có một chút tiềm ẩn tại tàng linh tàng võ thế hệ nhận ra những này cản đường đồng bào rõ ràng là đi theo tam đại hoàng tử tiến vào tàng linh những cái kia vị cách thần linh, cũng có một chút. Đó là kẻ đến sau, nhưng giờ phút này những này tàng võ vị cách thần linh. Từng cái trên thân tản ra sóng linh khí. Đại đạo chi lực ngạch khí tức cũng là tùy theo hiển hiện. Để phiến thiên địa này đối bọn hắn áp chế hiển hiện, chỉ là những này, người mình, chiến ý manh. Mối, cũng không phải là hướng ngay nội thành, ngược lại là hướng về bọn hắn bên này, oanh. Oanh, oanh kịch liệt tiếng nổ mạnh cũng là vang lên theo đến từ nội thành bốn phương tám hướng người xuất thủ đương nhiên là những này cản đường tàng võ vị cách thần linh liên hạo bên này càng là tận mát thấy bên người chém giết vào một bộ phận người đã là bị đây tàng võ vị cách thần linh cho gạt bỏ đó là ngự châu vệ quân một bộ thống lĩnh cũng thuộc về đi theo khởi sự người cùng mình thuộc về một cái chiến tuyến nhưng cũng không phải là chỉ thuộc về hắn quản hạt cũng coi là tự mình động thủ người, tại cái này thống lĩnh phía sau. Đứng đấy tiềm ẩn tàng võ ám tử, chỉ là, bọn hắn vừa rồi tại trùng kích nội thành thời điểm. Đối diện liền đụng phải cách đó không xa nổi lên cái này tàng võ vị cách thần linh, đối phương. Xuất thủ bất quá thoáng qua giữa, liền đem cái kia thống lĩnh thống xoái một bộ đại quân. Diệt hơn phân nửa, đồng thời cái kia tàng võ ám tử xuất hiện xuất thủ ngăn cản chất vấn thời điểm, tức thì bị cái kia bỗng nhiên xuất hiện tàng võ vị cách. Thần linh, tự tay chấn sát đây. Đây là chuyện gì xảy ra? Liên hạo không thể nào hiểu được. Nhìn cách đó không xa lơ lửng giữa không chung cái này tàng võ vị cách thần linh. Đối phương người mặc mộc mạc vải báo. Một bộ trách trời thương dân thần sắc, hắn nhìn mình chiến tuyến bên này người thì. Không chịu được lắc đầu thở dài phảng phất là tại tiếc hận lấy thứ gì, liên hạo lại hướng phía sư tôn hoàng đạo tôn nhìn sang. Phát hiện ngày xưa vị lão sư này trên mặt không có cái gì kỳ quái, kinh ngạc thần sắc. Vẫn như cũ bình tĩnh rất, lại nhìn cái kia đại đức đế tuyết hán, cũng là như thế, hiển nhiên. Bọn hắn đã sớm biết những này tàng võ vị cách thần linh sẽ ra tay, đây chính là bọn họ không? Có sợ hãi nguyên nhọn nhân sao, có thể những này tàng võ vị cách thần linh số lượng mặc dù không ít nhưng liền muốn dựa vào cái này nghịch thiên lật bàn, chỉ sợ vẫn là kém xa. Bọn hắn tập kết lực lượng, có thể xa xa không có đơn giản như vậy, muốn thành đại sự. Tự nhiên là muốn làm ra sung túc chuẩn bị, càng huống hồ, những này tàng võ vị cách thần linh. Tại phía trên chiến trường này, đồng dạng là bị thiên địa quy tắc đè chế, nếu là chân chính đối. Mặt bọn hắn tàng linh vị cách thần linh, chém giết bắt đầu, tình huống coi như khó mà nói liên hạo thở sâu híp híp hai mắt hắn không nghĩ tới át chủ bài lúc này liền muốn vận dụng mặc dù sớm chút nhưng cũng là một thời cơ tốt làm việc đến quả quyết do do dự dự ngược lại sẽ bị thua vừa nghĩ đến đây liên hạo chính là lập tức lấy ra một mai viên đan dược viên đan dược bị khí tức thần bí quấn quanh có mây mù hiện ra lấy ra về sau phía trên kia khí tức để liên hạo hô hấp đều gấp rút bắt đầu cách đó không xa tiết hán cùng hoàng đạo tôn lực chú ý cũng không có từ liên hạo trên thân giới. Hắn hành động này xuất hiện thì, hai người lập tức là phát hiện, quay đầu nhìn sang. Vừa vặn nhìn thấy liên hạo là đem cái kia viên đan dược đưa vào trong miệng đây. Đây là, hoàng đạo tôn nhìn thấy đây ngày xưa đồ nhi. Nuốt vào viên đan dược sau khí tức biến hóa, đột nhiên biến sắc. mươi 965, Kim qua thanh âm theo viên đan dược nuốt vào trong miệng, liên hạo thể nội khí cơ. Lập tức bắt đầu bành trướng, hướng về bên này cẩn thận quan sát tới hoàng đạo tôn cung tuyết. Hán, có thể rõ ràng nhìn thấy, trên người đối phương kinh mạch mạch máu. Giống như là bị trống ra đồng dạng, giống như cầu long bàn bố, lít nha lít nhít. Cả người hình thể cũng là trên phạm vi lớn bành trướng, hiển hiện ra đại đạo chi lực cũng tại hắn đỉnh đầu nổi lên hiển lộ lấy bá đạo khí tức uy năng hiển hách đó là cái gì đan dược làm sao để hắn nhảy lên trở thành vị cách thần linh cái kia hoàng đạo tôn trừng mắt nhịn không được hướng phía bên cạnh tiết hắn hỏi trong lòng hoảng sợ vị cách thần linh đó là theo cảnh giới đề thăng đạt tới một cái mới giai tầng khống chế đại đạo chi lực bên trong một bộ phận lĩnh ngộ quy tắc ở vào đại đạo vị cách phía trên sau cảnh giới trở thành vị cách thần linh về sau, liền sẽ có lấy huyền diệu chi lực, khống chế nhất định quy tắc như sấm hành quyết. Đã từng có được là lôi đình thần phạt chi lực, trưởng ti lôi đình thần phạt. Người hạ giới cảnh giới đề thăng cần tiếp nhận lôi phạt liền đến bắt nguồn từ hắn, bất quá. Cùng loại với lôi chính pháp loại này. Có thể ảnh hưởng tàng linh vị diện vận chuyển đẳng cấp này đừng vị cách thần linh. Còn tính là tương đối thiếu. Tại rất nhiều vị cách thần linh bên trong cũng thuộc về tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ so với bình thường vị cách thần linh lôi chính pháp dạng này có thể gọi là một tiếng đại thần cũng mặc kệ là đại thần minh vẫn là bình thường vị cách thần linh muốn tăng lên tới cảnh giới này không thể tránh né phải bỏ ra rất nhiều nhưng giống như là liên hạo dạng này nuốt cổ quái như vậy viên đan dược liền tấn thăng đến tình trạng này đúng là hiếm thấy không thể tưởng tượng a à, lúc này liên hạo bỗng nhiên là gào thét lên tiếng theo hắn tiếng giống vang vọng mà lên thời điểm bốn phía không khí đều là có chút chấn động bắt đầu nguyên bản đến từ liên hạo bành trướng khí tức lúc này cũng là đột nhiên thu liễm lại đến tiềm ẩn tại hắn trong thân thể ẩn mà không phát nếu như cẩn thận lắng nghe nói còn có thể từ hắn trong thân thể mơ hồ nghe được kim qua thanh âm liền làm hoàng đạo tôn cùng tiết hán còn kỳ quái liên hạo sự biến hóa này thời điểm liên hạo bên này có động tác kim qua thanh âm nổi lên về sau giống như sáng chói kim quang lan tràn tới bốn phía trên bầu trời dần dần lan tràn ra hướng phía nội thành phát động tấn mãnh tiến công đám người chợt phát hiện trên thân mông lung kim quang này kim quang lấp lóe giữa cái kia kim qua giao kích âm thanh cũng là xuất hiện cũng chính là nghe được dạng này âm thanh, đám người tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết dâng trào bắt đầu. Giạt rào chiến ý bay lên, hai mắt có chút phiếm hồng. Huyết dịch lưu động tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc, giết. Giết, giết. Trước kia, người mặc mộc mạc trường bào tàng võ vị cách thần linh bỗng nhiên xuất hiện. Ngăn ở bọn hắn trước mặt, đánh chết không ít đồng bào, những này khởi sự đến đây chém giết. Người, trong nội tâm vẫn còn có chút bối rối, bọn hắn tham dự chuyện này là nghĩ đến lập công nghĩ đến đọ sức một cái tương lai cải biến mình đã hình thành thì không thay đổi hiện trạng cược một cái phú quý chết tự nhiên là có chuẩn bị tâm lý đã tới bắt mệnh cược tương lai lại này giác ngộ vẫn là có có thể cũng không đại biểu bọn hắn có thể tiếp nhận tới không không chịu chết vẫn là chết tại dạng này không hiểu thấu địa phương rõ ràng bọn hắn là cùng tàng võ hợp tác cầm xuống năm tên nữ đế cầm xuống ngự châu làm đại sự lập đại công kết quả bây giờ lại là muốn bọn hắn chết thảm tại tàng võ vị cách thần linh dưới. Không minh bạch, rất nhiều người chỗ nào có thể tiếp nhận. Thậm chí manh động thoái ý, nhưng đến từ liên hạo kim quang bao phủ trên người bọn họ. Nhao nhao có thể cảm nhận được thể nội chỗ sâu liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra lực. Lược. lược bên tai hiển hiện kim qua phía trên, càng làm cho trong đầu của bọn họ. Hiện ra bành trướng vô cùng chiến ý, tựa như thủy triều đồng dạng liên tiếp không ngừng cuốn tới. Chương 966, tình huống càng thêm ác liệt. Giờ khắc này, tiến công nội thành tướng sĩ, giống như là điên cuồng đồng dạng. Đỏ mặt ngao ngao kêu to lấy hướng phía phía trước bắn vọt đi qua, chiến ý tăng cường. Thực lực đề thăng, liên hạo nuốt viên đan dược về sau, có được năng lực rất là kỳ lạ. Còn có thể có được dạng này ủng hộ chiến trường năng lực một màn này. Nhìn nội thành trên tường thành hoàng đạo tôn còn có tiết hán, không chịu được nhíu chặt lông mày, lại hướng phía liên hạo phương hướng nhìn sang thời điểm. Lại là cảm thấy ngạc nhiên, trong nội tâm lại rất không thoải mái, ngạc nhiên chính là cái này. Viên đan dược nuốt vào về sau, vậy mà thật có thể làm cho vậy ngay cả hạo có được vị cách. Thần linh năng lực nhìn kỹ tại liên hạo bộc phát ra uy năng. Đồng thời chiến ý tăng cường toàn bộ chiến trường phía trên thời điểm, cái kia mặc mộc mạc. Trường bào, đã bị tiêu thiên lý niệm, triệt để tẩy não hối cải để làm người mới tàng võ vị cách thần linh không nói lời gì liền xông tới giết cứ việc tại bộc phát tự thân uy năng về sau đầy hối cải để làm người mới tàng võ thần linh bị thiên địa áp chế bất quá bày ra chiến lược còn cực kỳ có thể nhìn vẻn vẹn là bộc phát tốc độ hướng phía phía trước bắn vọt đi qua tình thế liền có thể nhìn ra nhưng liên hạo đây cảnh giới bản thân liền xa xa yếu tại đối phương dựa vào nuốt viên đan dược vị cách thần linh, tới giao thủ va chạm về sau. Lại là chống đỡ được xuống tới, đấu là cơ chống tương đương, phanh. Phanh, phanh, đầy vừa ra nội thành trên tường thành. Hối cải để làm người mới tàng võ vị cách thần linh. Cùng đối diện liên hạo là liên tiếp không ngừng đối đầu. Đánh giữa thiên địa phanh phanh rung động, vô hình khí kình, tại va chạm lẫn nhau về sau vang vọng tại phiến thiên địa này phía trên, vẻn vẹn bằng vào trước mặt phát sinh tình hình. Nổi lên động thái, liền có thể để hoàng đạo tôn còn có tiết hán biết được, liên hạo nuốt viên. Đàn dược tăng lên tới như thế cảnh giới, có được thực lực hàng thật giá thật. Cũng không có gì quá lớn vấn đề, hoàng đạo tôn cùng tiết hán vốn còn coi là. Mượn nhờ loại này kỳ quái, mưu lợi biện pháp, đạt tới vị cách thần linh thực lực. Sẽ phi thường phủ phiếm cho dù là đụng tới bị áp chế tàng võ vị cách thần linh, tất nhiên sẽ rơi vào phía dưới, dù sao. Một cái là khai thác đường tắt đồng dạng biện pháp, một cái khác là làm gì chắc đó trên tu hành đến chiến lực ai có thể nghĩ. Song Phương lại là đánh cái cờ chống tương đương, ngạc nhiên Liên Hạo. Lại đối hắn hiện tại biểu hiện rất không thoải mái nguyên nhân. Tự nhiên là hắn có được bực này năng lực, nguyên bản Liên Hạo hẳn là đền đáp thái thượng. Hoàng đình vì tàng linh tương lai xuất lực người vốn có lấy rất tốt tương lai bây giờ vì mình tư dục đầu nhập vào địch nhân hiện tại khống chế năng lực nếu là đặt ở vị diện trên chiến trường nói tất nhiên là thiên đại giúp ích trợ giúp sẽ phi thường đại kết quả đây bây giờ đối phương đang thì lợi dụng dạng này năng lực đối phó người mình khi thật sự là khó mà để cho người ta tiếp nhận a à, vẫn là có một chút vấn đề có một chút không thích hợp lúc này bên cạnh đang tại cẩn thận quan sát hoàng đạo tôn đột nhiên hướng bên cạnh tiết hán lên tiếng người cũng đã nhìn ra a à, hoàng đạo tôn có thể phát hiện liên hạo vấn đề bởi vì hắn đã từng là đối phương lão sư đối với cái này ngày xưa đệ tử tình huống còn tính là hiểu rõ bên cạnh tiết hán thì là cần. thận nhiều đối với linh khí phương diện tạo nghệ cũng rất thâm hậu tất nhiên có thể phát giác tự nhiên xác thực có gì đó quái lạ Tiết Hán khẽ gật đầu, bản thân hắn liền am hiểu linh khí. Đối với phương diện này có phi thường nhạy cảm trực giác, liên hạo hiện tại tình tiết. Xác thực tăng lên rất nhiều, chiến lực cũng là tiêu thăng. Còn có rất nhiều đủ loại thần dị, bất quá, bày ra lực lượng. Vẫn có một ít không cân đối, cho người ta cảm giác giống như là một cái dùng kiếm cao thủ. Đổi thành đao tại vậy đối địch chém giết. Có lẽ chiến lực cũng không biết kém đến địa phương nào đi đồng thời có được không tầm thường chiến lực, nhưng cuối cùng trước kia dùng kiếm dưới mắt dùng đao tự nhiên không cân đối cuối cùng vẫn là mượn nhờ lực lượng chỉ là không rõ ràng cái này mượn nhờ tới lực lượng có thể tiếp tục bao lâu thời gian tiết hán lên tiếng hướng bên cạnh hoàng đạo tôn nhìn đi qua hoàng đạo tôn thì là lau chán trong lời nói một trận nghĩ mà sợ trọng điểm chẳng lẽ là cái này sao chân chính đáng sợ là đối phương có được dạng này đồ vật a chẳng phải là nói tàng võ có thể đại lượng chế tạo bực này vị cách thần linh tại quá khứ thời điểm tại sao không có nghe nói qua tàng võ có dạng này năng lực đâu nói đến đây cái địa phương hoàng đạo tôn là lấy ra đưa tin dùng ngọc bài truyền tin tức ra ngoài một bên khác trận pháp bị phá trừ về sau vẫn như cũ là tại trận pháp đầu mối then chốt khu vực thông qua còn sót lại tin tức xem xét tình huống nghĩ lại trận pháp cần cải tiến địa phương từ việt phong cảm nhận được tin tức đến, hắn lấy ra mình đưa tin ngọc bài, xem ở giữa nội dung về sau. Chầm mặc sau một lát là cải biến tin tức truyền lại phương hướng, mục tiêu. Đúng là mình thê tử liệu yên hà, dựa theo bây giờ tiến hóa tiến hành trình độ. Mình thê tử liệu yên hà theo đạo lý là đã chết đi. Tự nhiên là tiềm ẩn bắt đầu, bất quá nàng bây giờ là trong bóng tối, yên lặng quan sát. Nếu như cần nàng xuất thủ thời điểm mới có thể xuất hiện chờ đến lúc kia tàng võ tiềm ẩn người đã dẫn ra không sai biệt lắm vừa vặn thích hợp một mẻ hốt gọn mà lúc này đây từ việt phong truyền lại tin tức thì là đến từ hoàng đạo tôn thuật lại đi qua không bao lâu liệu yên hà đã trả lời hắn bên này vấn đề tàng võ cũng không có dạng này bản sự mặc dù địa vị có chút biên giới nhưng ta trung quy là tàng võ ngày xưa công chúa nếu là tàng võ có dạng này bản sự trực tiếp liên tục không ngừng chế tạo vị cách thần linh là được sau đó nghiền ép lên đến làm sao đến mức làm như vậy nhiều cong cong thẳng thẳng đối phương đây viên đan dược nơi phát ra biến thành vị cách thần linh bản sự cũng không biết là tới từ địa phương nào liễu yên hà trả lời đã là như thế trên thực tế nàng đang âm thầm quan sát chiến cuộc thời điểm nhìn thấy đối phương nuốt viên đan dược tăng lên tới vị cách thần minh cảnh giới thời điểm cũng vô cùng giật mình thủ đoạn như thế không thể tưởng tượng càng là càng cường đại cho nên từ việt phong bên này truyền lại đến tin tức hỏi thăm lại thủ đoạn này là tới từ tàng võ địa phương nào nguyên lý gì liệu yên hà mới có dạng này trả lời hoàng đạo tôn bên kia không bao lâu công phu cũng từ từ việt phong cái kia thu vào xác thực trả lời đạt được chuẩn xác trả lời về sau hắn biểu lộ cũng là vô cùng khó coi trong nội tâm vô cùng may mắn bắt đầu, còn tốt bọn hắn bên này là có tiêu thiên, nếu không nói. Hắn cũng không dám tưởng tượng đối mặt tàng võ bên này tiềm ẩn người thủ bút. Bọn hắn làm như thế nào chống cự, nguyên bản hắn coi là. Mượn nhờ tiêu thiên hàng phục những này tàng võ vị cách thần linh. Khống chế thắng cục là 10 phần đơn giản nhẹ nhõm sự tình, chỗ nào có thể dự đoán đến. Sẽ có phức tạp như vậy tình huống xuất hiện đâu, thế nhưng là bọn hắn cũng không có nghĩ đến sự tình cục diện cũng không có đơn giản như vậy, sự kiện phát triển quá trình so với bọn hắn. Trong tưởng tượng còn có ngang ngược nhiều, nhất là làm nơi xa khí tức. Bắt đầu bành trướng mà ra, đằng không mà lên thời điểm. Hai người đều là hai mặt nhìn nhau, tình huống càng thêm ác liệt. Chương 967, người này muốn làm gì? Hoàng đạo tôn cùng tiết hán lo lắng vấn đề, chính là cái này viên đan dược không ngừng trước mặt liên hạo trong tay một viên những phương hướng khác hướng về bên này tiến công trong đám người đồng dạng có dạng này viên đan dược nuốt sau cũng có thể lập tức có được vị cách thần linh cảnh giới chiến lực nhảy lên cái này mới là lớn nhất vấn đề phía sau chất chứa ý nghĩa cũng không phải bình thường nếu là chỉ có liên hạo bên này một cái viên đan dược liền đại biểu cho đây là át chủ bài thuộc về phi thường đặc thù năng lực át chủ bài đó là hiếm thiếu mới gọi là át chủ bài từ càng xa xôi bay lên khí tức cảm ứng đến xem đã có không ít lạ lẫm vị cách thần minh cảnh giới khí tức bắt đầu phù hiện ở bọn hắn cảm giác bên trong đồng thời cho bọn hắn cảm giác ngoặc cùng trước mặt liên hạo là không có sai biệt mười phần lạ lẫm đồng thời còn dính nhuộm một chút cũ nát khí tức mặc dù không biết vì cái gì dạng này đề thăng mà đến vị cách thần linh, khí tức bên trên sẽ có cũ nát khí tức thực lực lại là hàng thật giá. Thật lại nhìn trước mặt liên hạo. Không phải là đi theo chân chính tàng võ vị cách thần linh đánh thống khoái. Trên mặt còn lộ ra cuồng nhiệt tiếu dung sao, xem ra đột nhiên có được vị cách thần minh cảnh. Giới cùng lực lượng để liên hạo phi thường thống khoái, như. Thế số lượng, không phải át chủ bài, đó là thủ đoạn. Hoàng đạo tôn thở dài, có một chút yêu sầu hướng phía bên cạnh Tuyết Hán nói xong, cũng không biết chuyện gì xảy ra thế mà còn có loại thủ đoạn này, rơi vào bọn hắn trong tay, từ từ việt phong cái kia thê tử trong miệng biết được, cũng không phải tàng võ bản sự lấy ở đâu tuyết, hắn so sánh với nhau, so với Hoàng đạo tôn là nghĩ thoáng rất nhiều, dù sao hắn tiếp xúc Tiêu Thiên thời gian càng lâu giác quan cùng hoàng đạo tôn không giống nhau, với hắn xem ra có tiêu thiên tọa chấn. Tình huống lại thế nào biến hóa, lại thế nào mơ hồ, cũng lật không nổi hoa gì sóng đến. Dù sao dựa theo ban đầu thương lượng xong tình huống, một khi cục diện phát triển đến không thể khống chế chế tình huống. Đó là vị này xuất thủ thời điểm, tất cả vấn đề, giải quyết dễ dàng, đương nhiên. Hoàng đạo tôn sầu lo vấn đề, cũng không phải bỏ mặc không quan tâm, tùy ý chế tạo vị cách thần linh tuyệt đối không có đơn giản như vậy thủ đoạn như thế không có khả năng cái gì đại giới đều không có bên này tiết hán mở miệng lần nữa ngắm nhìn vậy ngay cả hạo lại nhìn lại một chút đi nói không chừng có thể phát hiện một vài thứ hoàng đạo tôn còn có thể như thế nào xử lý chỉ có chờ lấy nhìn dựa theo hai người suy đoán vị này nghiên cứu thần linh thực lực đề thăng nói không chừng cùng loại với bí pháp có thời gian hạn chế, đồng thời, cũng không bằng chân chính vị cách thần linh bền bỉ, quả thật. Chỉ là suy đoán, cho nên hai người vẫn là quan sát đến, không chung, chỉ có mộc mạc mạc. Bị cảm hóa tàng võ vị cách thần linh. Còn có hưng phấn bắt đầu liên hạo, cái khác chuẩn bị công thành người. Cũng là đình chỉ hành động, hai cái vị cách thần linh chém giết, động tĩnh kinh người. Bọn hắn tùy tiện xông đi lên, không gọi công thành, cũng không phải lập công gọi chịu chết, bọn hắn cũng tại bên cạnh nhìn xa xa quan sát đến chiến cuộc. Cũng tùy thời làm chuẩn bị, một khi Liên Hạo cầm xuống cái này Tàng Võ Vị Cách Thần Linh. Bọn hắn liền nhân cơ hội tiến vào nội thành bên trong, nhưng không ít người cũng tò mò hướng. Phía Hoàng Đạo Tôn cùng Tiết Hán nhìn lại, hai vị này vì sao còn chưa động thủ, chẳng lẽ đây hết thảy thật đều trông cậy vào những này Tàng. Võ Vị Cách Thần Linh đem bọn hắn thế công toàn bộ lấy xuống sao? không có khả năng không trung đang tại chém giết liên hạo sức mạnh mười phần trên mặt biểu lộ thần thái cũng là dần dần tùy tiện bắt đầu hắn khổ vì mình cảnh giới vô pháp đề thăng rất lâu mặc dù là ỉ vào bực này bí pháp bỗng nhiên tăng lên mình cảnh giới nhưng loại cảm giác này thật phi thường sảng khoái đã từng vị cách thần linh cảnh giới nhìn không đến sờ không tới bây giờ lại nắm giữ tại mình trong tay trước mặt hàng thật giá thật tàng võ vị cách thần linh đang tại đau khổ chống đỡ lấy mình tiến công thống khoái a xem ra người nếu không gánh được liên hạo bên này toàn thân tắm kim quang bên trong phảng phất trên thân là bị rát lên một tầng màu vàng khải giáp mười phần uy vũ mà hắn mở miệng đồng thời tiến công tiết tấu cũng không ngừng tăng tốc phát lực đã dần dần không đi so đo khống chế cũng không đi ở lực Dự phòng ngoài ý muốn nổi lên tình huống, chỉ là điên cuồng phát tiết mình khí lực. Đem tất cả đánh vào trước mặt tàng võ vị cách thần linh trên thân, lùi cho ta mở. Hưng khởi, Liên Hạo đột nhiên gào thét. Đồng thời xoay người một cái lăng không quất đá hướng về phía trước, không gian khẽ chấn động. Hiển hiện mà ra đại đạo chi lực hỗn tạp hắn linh khí, vượt ngang Liễu Không ở giữa. Mang theo kim qua âm thanh, sắc bén chi ý đánh úp về phía trước mặt thân ảnh tại liên hạo trong tưởng tượng trước mặt cái này tàng võ vị cách thần linh sẽ bị hắn công kích đánh miệng phun máu tươi đánh bay ra ngoài đông nặng nề tiếng va chạm nổi lên va chạm phía dưới kinh khí cường đại tại đối với sông về sau hướng phía bốn phương tám hướng khoách tán đi qua nhưng mà liên hạo trong dự đoán lui nhanh ra ngoài cũng không có như cùng hắn tưởng tượng đồng dạng xuất hiện trước mặt cái này mộc mạc trường báo Vị cách thần linh, thân hình mặc dù có chút lui về sau chút, ngăn trở hắn công kích hai tay. Cũng đang run rẩy, nhưng không có lui nhanh, Liên Hạo trên mặt toát ra kinh ngạc thần sắc. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vì cái gì, rõ ràng vừa rồi đối phương đã nếu không gánh. Được, chuyện gì xảy ra, không chỉ là hắn, nguyên bản quan chiến không ít người. Trong mắt cũng nổi lên kinh ngạc biểu lộ, rõ ràng phía bên mình. Liên Hạo đã bắt đầu chiếm cứ thượng phong thậm chí thi triển uy năng vô song kỹ nghệ, nhưng như cũ không có cách nào làm sao đối phương. Xảy ra vấn đề ở đâu, nhưng có mắt nhọn người. Chợt phát hiện không thích hợp địa phương, nội thành trên tường thành. Lúc nào xuất hiện một cái lạ lẫm nam tử trẻ tuổi, nhìn đối phương quần áo cách ăn mặc. Còn giống như thân phận không kém, các loại, người này muốn làm gì? mươi 968, Ngài chớ làm loạn A. Nội thành bên ngoài, vây xem trong mọi người đại đa số đều là chú ý chiến cuộc vốn cho rằng liên hạo là nắm chắc thắng lợi trong tay lại đột nhiên hiện ra dạng này biến cố đúng là khiến người vô cùng ngoài ý muốn rất nhiều người là hai mặt nhìn nhau chỉ cảm thấy không có đạo lý rõ ràng liên hạo sắp chiến thắng đây là đồ đần đều có thể nhìn ra sự tình địch nhân đến cùng là bằng vào bản lãnh gì thắng được đến đương nhiên cũng có một bộ người không chịu được là suy nghĩ viển vông hướng phía nội thành tường thành phương hướng nhìn lại. Phát hiện lạ lẫm nam nhân, nhất là khi thấy đối phương cử động thời điểm. Càng là trợn mắt hốc mồm, còn nhịn không được dụi dụi con mắt. Có thể hay không nhìn lầm, cái kia quần áo không tầm thường nam tử, bỗng nhiên là vươn tay ra. Vô duyên vô cớ hướng phía hư không bên trong rời ra ngoài một bộ cái bàn đến, nhất là cái kia. Cái ghế, vẫn là một bộ ghế nằm mang lấy ra còn điều chỉnh góc độ đối không trung chiến cuộc phương hướng bởi vì đối phương chỗ vị trí thuộc về nội thành phía trên một tòa tòa nhà hình tháp phía trên mặt trên còn có lấy trận pháp quang mang quanh quẩn rõ ràng chính là bởi vì rõ ràng tại bọn hắn nhìn thấy cái kia tòa nhà hình tháp phía trên nam tử này thảnh thơi nằm tại trên ghế nằm cầm ấm trà uống trà đưa tay đi bắt trái cây vừa ăn vừa nhìn thời điểm cả người đều không kèm được a nếu như bọn hắn không có lầm nói nhóm người mình chỗ vị trí là nội thành bên này trên chiến trường a sinh tử tồn vong thiên địa dung chuyển sự kiện lớn hiện trường tên mặt trắng nhỏ này cử động hợp lý sao tối thiểu nhất đối với trường hợp này cái này không khí tôn trọng đều không có sao còn có cái kia đã từng nhân vương hoàng đạo tôn tứ đại đế đại đức đế tiết hán cứ như vậy ở bên cạnh nhìn liền không trách cứ một cái tiểu bối này làm ẩu sao. Nhưng tiếp xuống tình hình, để bọn hắn trong mắt trường lớn hơn, khá lắm, đừng nói trách cứ. Thế mà cũng ngồi xuống theo tới, đương nhiên. Tiết hán cùng Hoàng Đạo Tôn cũng không phải mình chủ động ngồi xuống. Rõ ràng là bị đối phương kêu gọi ngồi xuống, hai người ngồi xuống về sau. Cũng có chút bất đắc dĩ nhìn trước mặt vị gia này, tiểu hữu người đây là tiết hán nhìn qua trước mặt tiêu thiên giờ khóc giờ cười loại chuyện này đương nhiên phải hàng phía trước quan sát tại hăng hái a tiêu thiên lại là nhấp một ngụm trà hai tay gối lên sau đầu khoác lên bên cạnh hai chân đung đưa hoàng đạo tôn cũng là vuốt vuốt cái chán hướng phía không trung lại nhìn mắt nhìn chiến cuộc quỷ dị biến hóa xem ra đây cũng là ngài thủ bút a xem như không nghĩ tới đối phương thế mà còn có loại bản lãnh này có ý tứ rất tiêu thiên chật chật có tiếng hướng phía trên không chép miệng ta chạy đến đây một cái là vì khoảng cách gần hảo hảo nhìn một cái cái thứ hai đó là duy trì bên dưới cục diện không phải nói tan tác cũng quá nhanh huống hồ đám này tàng võ vị cách thần linh hối cải để làm người mới thái độ rất tốt mỗi lần xuất thủ cũng rất chân chính không có đổ nước nhận lầm tư thái liền rất đoan chính cho nên để bọn hắn yên tâm toàn lực xuất thủ tuyết hắn cùng hoàng đạo tôn hai người hai mặt nhìn nhau toàn lực xuất thủ đám này tàng võ vị cách thần linh từ đầu tới đuôi đích xác là đang toàn lực xuất thủ a à, làm sao nghĩ đến cái này địa phương trong lòng hai người bỗng nhiên là một trận thình thịch phảng phất là nghĩ tới điều gì đột nhiên lần nữa ngẩng đầu hướng phía cái kia tàng võ vị cách thần linh nhìn sang cẩn thận cảm giác không cảm giác không sao cẩn thận cảm ứng lập tức là giật nảy mình đây chấm đây tiết Hán dọa cho phát sợ vội vàng hướng tiêu thiên nhìn lại tiêu tiểu Hữu người đây là làm cái gì sẽ không phải chương 969 đầy hợp lý sao giờ khắc này tiết Hán thật là giật mình kêu lên vội vàng cảm giác bốn phía còn tốt trong lòng của hắn buông lòng không ít hiển nhiên thế gian này cũng không có đụng phải to lớn gì phá hư hiển nhiên tiêu thiên động thủ cũng không có giống hắn tưởng tượng bên trong như thế trong khoảng thời gian ngắn ở chung tuyết hán cũng coi như hiểu rõ tiêu thiên vị gia này ý nghĩ thường xuyên là làm ra một chút kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình đến ý nghĩ có đôi khi cũng làm cho người nhìn không thấu nhức đầu nhất đó là hắn thực lực quá cường đại cường đại đến không thể tưởng tượng làm việc hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm đây đó là căn bản trước kia tiết hán còn tưởng rằng đối phương động thủ đem giữa thiên địa quy tắc cho xóa đi cảm thấy thiên địa này giữa quy tắc đối với tàng võ vị cách thần linh áp chế ảnh hưởng tới hắn bên này người dứt khoát liền đem cái quy củ này trực tiếp xóa sạch tại tiết hán trong ấn tượng tiêu thiên là sẽ làm ra đơn giản như vậy thô bạo hành vi người người bên cạnh nghĩ cũng không dám nghĩ dù sao lại chuyện này chỗ nào khả năng làm được tiêu thiên thuộc về cảm tưởng cũng làm đạt được may mắn tuyết hắn còn có thể cảm giác được thiên địa này giữa đối với tàng võ người làm theo có áp chế lực lực đạo bởi vì trừ bỏ bị tiêu thiên cải biến nhận biết hối cải để làm người mới tàng võ vị cách thần linh còn có như vậy đa số lượng không ít tàng võ người đâu bọn hắn vẫn như cũ là bị thiên địa này giữa quy tắc áp chế gắt gao đây nhưng là người mặc mộc mạc trường bào tàng võ vị cách thần linh trên thân loại này áp chế lực đang tại dần dần tiêu tán mà mở trên người bọn họ nhằm vào, không tồn tại nữa. Đây cũng là vì cái gì đang cùng hắn chém giết liên hạo. Phát hiện chính mình tưởng tượng bên trong công kích, chẳng những không có có hiệu quả, ngược lại đối phương chiến lược. Đang không ngừng đề thăng, trên thực tế, cũng không phải là cùng hắn giao thủ tàng võ vị cách thần linh thực lực tăng lên, chuẩn xác miêu. Tả chính là hắn thực lực đang khôi phục, tại hướng hoàn chỉnh trạng thái nhích tới gần thôi, để xuống đi đừng có lại tiếp tục chấp mê bất ngộ làm ra dạng này sai lầm sự tình giờ phút này liên hạo đối diện tàng võ vị cách thần linh chậm rãi buông xuống mình hai tay theo trên thân giữa thiên địa áp chế lực không tồn tại nữa hắn thực lực bắt đầu trở nên hoàn chỉnh tình trạng cơ thể cũng là càng ngày càng tốt khôi phục tốc độ tự nhiên là càng lúc càng nhanh trong nháy mắt đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong mà ở đối diện hắn liên hạo trạng thái mặc dù không tính là suy sụp quá nhiều nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy không còn toàn thịnh bộ dáng thở hồng hộc lồng ngực chập trùng không chừng liền có thể nhìn đi ra vì sao lại dạng này ngươi làm sao lại không chịu đến thiên địa quy tắc áp chế liên hạo không ngốc cảm giác cũng mười phần nhạy cảm càng huống hồ bây giờ đến vị cách thần minh cảnh giới không còn động thủ không có dư thừa ba động ảnh hưởng cảm giác Hắn đương nhiên trong nháy mắt liền phát giác được vì sao lại dạng này, so với Hoàng đạo tôn. Tiết Hán bọn hắn giật mình tại Liên Hạo nuốt viên đan dược. Đạt được vị cách thần linh lực lượng, Liên Hạo hiện tại càng thêm giật mình. Trên người đối phương thiên địa quy tắc áp chế biến mất, trên thực tế. Tình huống này xuất hiện thời điểm, đã để toàn bộ chiến trường đều tạo thành oanh động, dù sao trên chiến trường chém giết tàng võ vị cách thần linh, không chỉ có liên hạo trước mặt đây một vị A, à, toàn bộ chiến trường phía trên. Xuất động vị cách thần linh, số lượng không ít trên người bọn họ biến hóa. Đám người cũng là nhìn rõ rõ ràng sở, nhất là liễu triền phong, càng là cau chặt lấy lông mày. Khóe miệng có chút run dày bắt đầu. Trước mắt tình hình, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng mà ở bên cạnh hắn cái khác tàng võ vị cách. Thần linh, bản thân chỉ là xuất hiện hướng phía Bảo Châu ở trong quán chú linh khí. Đề thăng phá trận uy năng vốn là không có ý định xuất thủ, vận dụng chiến lực càng nhiều. Thiên địa áp chế liền sẽ càng mạnh, bọn hắn còn cần sớm điều động lực lượng đi chống cự thiên. Địa áp chế năng lực nếu là xuất hiện cái gì đột phát tình huống. Cần đối cứng nói, sớm tiêu hao quá nhiều, vô cục bất lợi. Áp chế lực lượng không hiện, một khi vấn đề xuất hiện. Liền có thể trong nháy mắt bộc phát thực lực tối thiểu nhất tại thiên địa quy tắc còn không có kịp phản ứng trước đó. Phát ra càng mạnh một kích đây cũng là vì cái gì? Lúc trước những cái kia mặc mộc mạc trường bào, bị tiêu thiên tự mình, dạy bảo qua đi. Thành tâm hướng thiện những cái kia tàng võ vị cách thần linh, tại hiện thân trong nháy mắt. Liền bộc phát ra toàn bộ chiến lực, xuất thủ một kích. Đánh tan không ít địch tới đánh, đó là thừa dịp thiên địa quy tắc còn không có kịp phản ứng một kích toàn lực thôi, mà thời gian cấp bách có hạn. Cũng chỉ lần này một kích này thôi, nhưng tại trước mặt bọn hắn phát sinh tất cả. Đều điên cuồng đánh thẳng vào bọn hắn nhận biết, nhiệm vụ thất bại. Còn chưa tính, mà đám này nhiệm vụ thất bại tàng võ vị cách thần linh. Đi theo Tam đại hoàng tử tới chấp hành trọng yếu bí mật hành động tồn tại, phản bội đầu hàng. Địch còn chưa tính, làm sao tính cả đây tàng linh thiên địa quy tắc? thế mà cũng đồng ý bọn hắn, áp chế cũng không có, đây hợp lý sao? Chương 970, đại bí ẩn. Đi theo Liễu Triển Phong bên người những này vị cách thần linh, đều là chừng lớn lấy hai mắt. Nhìn qua phía trước, vị cách thần linh tàng võ bên này mặc dù số lượng không ít, nhưng nhân số cũng liền nhiều như vậy. Phần lớn người đều xem như nhận biết tăng thêm bọn hắn cảnh giới này. Liền xem như đánh cái đối mặt, cũng có thể nhớ rõ ràng đối diện không ít người đều có danh tiếng rõ ràng rất bọn hắn tiềm ẩn tàng linh nhiều năm bây giờ gặp phải cũng coi là hoài niệm vạn phần cũng không nghĩ tới lại là sử dụng bạo lực thành địch nhân cứ việc cũng không biết vì cái gì bọn hắn muốn trợ giúp tàng linh có lẽ là bởi vì ba vị hoàng tử tại trong tay đối phương nhận bức hiếp cuối cùng bất kể như thế nào tình hình phát triển trước mắt cục diện còn tại bọn hắn phạm vi hiểu biết bên trong nhưng trước mắt tình hình bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được vì cái gì những này tàng võ vị cách thần linh. Có thể không nhìn thiên địa quy tắc áp chế, dựa vào cái gì. Chẳng lẽ bọn hắn là lĩnh ngộ thứ gì không thành mới có như thế thần diệu, căn cứ nghe đồn. Quá khứ cổ lão truyền thuyết tàng linh thuộc về bọn hắn tàng võ cố thổ, cựu địa. Khởi nguyên chỗ càng có thuyết pháp tàng linh bên trong có đại bí mật. Có chân chính truyền thừa cùng đi hướng con đường vô địch biện pháp rất nhiều tiềm ẩn tại tàng võ người, cũng không phải không có ý kiến gì, nguyện ý đi tới nơi này cái địa phương tiềm ẩn. Hao phí đại lượng thời gian, còn có lo lắng tính mạng, đồ không phải liền là cái này hư vô mờ. Mịt truyền thuyết sao, vạn nhất có cơ hội, có thể chạm đến cơ hội này, đó là thiên đại chỗ tốt. Chuyến đi này không tệ, chỉ tiếc qua nhiều năm như vậy. Bọn hắn một mực đều không có thể chạm đến bí mật này đề thăng tự thân, dưới mắt còn muốn tham dự dạng này hành động, sống chết không rõ. Nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, đây năm vị nữ đế chưa trừ diệt. Tàng võ tương lai chắc chắn có họa lớn, không thể không đến. Nhưng dưới mắt mười phần đau đầu, những này xem như nhận biết tàng võ vị cách thần linh không có. Hạn chế, thực lực hoàn toàn ở vào một cái đỉnh phong trạng thái, giống bọn hắn loại thực lực này cảnh giới, tất cả đều là bị áp chế người, muốn cùng bọn hắn động thủ nói. Căn bản là không chiếm được bất kỳ chỗ tốt, nhưng dưới mắt cũng là tiến thối bước. Cứng đờ ở cái địa phương này, cũng không biết. Trên người bọn họ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, thật chẳng lẽ phát hiện thứ gì sao? Tiềm ẩn những này vị cách thần linh, ánh mắt lóe ra không hiểu quang mang. Hướng phía phía trước nhìn lại, bọn hắn nhìn chằm chằm những này đang tại chém giết mặc lấy mộc mạc trường bào ngày xưa đồng liêu, muốn từ trên người bọn họ. Tại động thủ quá trình bên trong phát hiện thứ gì, đáng tiếc. Khó dòm chân thật còn có một số âm thầm tiềm ẩn người. Nhìn chằm chằm những này không nhận quy tắc áp chế tàng võ vị cách thần linh. Muốn nhìn ra môn đạo gì đến, nhưng bọn hắn chỉ sợ căn bản sẽ không muốn đến, tất cả người khởi sướng. Đang tại một chỗ nội thành trên tường thành uống trà, ăn đã sớm bảo tồn tốt thức ăn mỹ vị tiêu thiên xuất thủ làm sự tình cũng phi thường đơn giản đó là cùng thiên địa quy tắc lên tiếng chào hỏi lấy võ đạo ý chí nấn ná mà ra để cái kia quy tắc không đến mức áp chế lại vì để tránh cho tổn thương đến thiên địa này quy tắc hoặc là sửa đổi quy tắc hắn võ đạo ý chí đó là đem quy tắc chi lực tiếp dẫn đi qua đơn giản đến nói bây giờ những người này trên thân quy tắc áp chế lực lượng toàn bộ rơi vào tiêu thiên trên thân, có lẽ, đối với bọn hắn đến nói. Loại này quy tắc là không thể tránh cho. Quy năng cường hãn lực lượng nhưng tại tiêu thiên cảm giác tới. Đơn giản là một chút lực đạo hơi đến một điểm xoa bóp kình đạo, dễ chịu gấp. chương 971, Hãi Hùng khiếp vía. Tiêu thiên bên này, vẫn như cũ là thư thư phục phục nằm ở bên kia. Hưởng thụ lấy thiên địa quy tắc trùng kích xoa bóp, chỉ tiếc đây xoa bóp lực đạo không quá đủ không đủ sảng khoái nhưng xem kịch nhưng vẫn là rất thoải mái nhất là nhìn thấy đám gia hỏa này một mặt không thể tin nhìn bên này bộ dáng càng là thư sướng rất có một phen đặc biệt thú vị so sánh với nhau một bên khác chiến trường tình huống liền muốn kịch liệt nhiều nhất là thuộc về tiêu thiên dưới trướng tự xét lại sửa đổi tàng võ vị cách thần linh bởi vì không có thiên địa quy tắc áp chế cho nên có thể phát huy ra thực lực Nước lên thì thuyền lên, đột nhiên tăng mạnh, dù sao, có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Hoàn toàn là một loại khác khái niệm, trước kia điên cuồng tiến công tàng võ tiềm ẩn người. Chẳng những tiến công tiết tấu chậm chạp rất nhiều, thậm chí. Tử thương càng thêm thảm trọng, vốn cho rằng nội thành trận pháp bài trừ về sau. Có thể làm cho bọn hắn thành công vào thành, lập xuống đầu công. Kết quả hiện tại đừng nói đầu công liền ngay cả tính mệnh đều không nhất định giữ được nguyên bản một chút đầu lĩnh nuốt ăn đan dược tại có vị cách thần linh chi lực về sau tại tiến công tiết tấu bên trên đại thành công ai có thể nghĩ ra được còn có dạng này biến cố xuất hiện rất nhiều người cảm xúc đều trở nên lo lắng vạn phần bắt đầu dù sao rất nhiều người đều là đem mình toàn bộ thân gia đều đặt ở phía trên tỉ như hiện tại tiến công điên cuồng nhất liên hạo đó là trong đó một cái, hắn có thể nói là đem mình tất cả. Đều cực tại cái này phía trên, vốn cho là mình thắng, ai có thể nghĩ. Phát sinh cơ hồ là không có khả năng biến cố, mỗi lần nghĩ đến cái này địa phương. Liên hạo tiến công tiết tấu chỉ tại không ngừng tăng tốc. Điên cuồng đề thăng, nhưng hắn càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng ra sức. Tình huống liền càng ngày càng không cho hắn như vậy như ý, ở trước mặt hắn tàng võ vị cách thần linh đã dần dần khôi phục lại đỉnh phong trạng thái bên trong thực lực khủng bố hắn ban đầu là đi theo tàng võ ba vị hoàng tử tới vị cách thần linh bản thân liền là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ tự thân tại rất nhiều tàng võ vị cách thần linh bên trong lại thuộc về là nhân tài kiệt xuất cho nên chân chính năng lực chiến đấu bộc phát về sau liên hạo căn bản là bắt hắn không có cách nào phanh lại là một lần kịch liệt va chạm qua đi liên hạo bị hung hăng đụng bay ra ngoài trong miệng càng là phun ra máu tươi bộ dáng mười phần bừa bộn hoàn toàn không còn mới vừa nuốt ăn viên đan dược chiến lực tăng lên tới vị cách thần linh thì tiêu sái bộ dáng xem ra người người học sinh này nhận đà kích rất lớn a à. bên này đi theo tiêu thiên được nhờ chính thư thư phục phục uống trà tiết hán chật chật có tiếng nhìn liên hạo ánh mắt hoàn toàn là một bộ chế diễu bộ dáng bên cạnh hoàng đạo tôn cũng là thở dài khẽ lắc đầu tự gây nhiệt không thể sống tự làm tự chịu thôi phía bên kia liên hạo đúng lúc là nhìn lại nhìn thấy hoàng đạo tôn biểu hiện lại nghĩ tới lúc trước mình lời nói hùng hồn nội tâm không khỏi khô giận lúc trước đem thả xuống hào ngôn bây giờ lại thành dạng này mặt mũi không ánh sáng, thẹn quá hóa giận phía dưới, liên hạo thấp giọng gào thét. Nếu như thế, đều là các ngươi bức ta, nói. Xong, liên hạo trong tay, vậy mà xuất hiện lần nữa một mai viên đan dược cái gì? Tình hình như thế, bên cạnh tiết hán cùng hoàng đạo tôn, cũng nhịn không được đứng lên đến. Không thể tin, còn có, còn có thể ăn, một viên viên đan dược. Đó là vị cách thần linh chi cảnh, lại nuốt một viên. Chẳng lẽ lại muốn tấn thăng trở thành đại thần minh, mà lúc này. Liên hạo đã là đem viên đan dược nuốt đến trong miệng. Toàn thân khí cơ lần nữa bành trướng đề thăng, khiến lòng người kinh run dày. mươi 972, lực lượng cường đại lại như thế nào? Liên hạo cử động, quả thực là đem tiết hán cùng hoàng đạo tôn cả đều mộng ngay tại chỗ, còn. Có, còn tới, một viên viên đan dược, sau khi dùng có thể có được vị cách thần linh chi lực liền đã nghe giận cả người không thể tưởng tượng nổi liền xem như gặp được tiêu thiên cường đại như vậy người vẫn như cũ cảm thấy bất ngờ bởi vậy có thể thấy được đây viên đan dược chi lực đến cùng có bao nhiêu tấn mãnh huống hồ đây viên đan dược chi lực vốn là dũng mãnh chi cực dưới mắt biểu hiện càng sâu đây phía sau nguyên lý đến cùng là cái gì lại xem như làm sao cái thuyết pháp bọn hắn mười phần hiếu kỳ thậm chí cảm giác được có chút kinh dị, dù sao chuyện này phía sau liên quan đến lực lượng. Vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng, bất quá, khi bọn hắn hướng phía bên cạnh tiêu thiên nhìn lại. Muốn gặp hắn một chút ý nghĩ thì, lại nhìn thấy tiêu thiên chính liếm miệng một cái. Một mặt hiếu kỳ nhìn qua bên kia. Phẳng phất tại tự hỏi cái gì, tiết hán cùng hoàng đạo tôn đều ngơ ngác một chút. Còn không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng, trước mặt tiêu thiên, đã lên tiếng lần nữa cũng không biết cái này viên đan dược hương vị ra sao dạng. Ăn bắt đầu có phải hay không có như vậy không có vị tiêu. Thiên một bên nói, một bên vuốt cầm, suy nghĩ bắt đầu, trong ánh mắt. Cũng tràn ngập tò mò, nếu không phải là vẫn chờ nhìn tình huống. Hắn chỉ sợ hiện tại liền muốn động thủ, cướp tới một cái viên đan dược nuốt ăn. Nhìn một cái đến cùng là cái gì tư vị? ầm ầm kịch liệt tiếng oanh minh, vang vọng tại mọi người bên tai, trước mặt mọi người liên hạo khí cơ đã trong khoảng thời gian ngắn, lại lần nữa kéo lên bắt đầu, bất quá. Khí cơ đề thăng tình huống có một ít quỷ dị, cho người ta cảm giác. Cũng không phải là tại vốn có trên cơ sở, tăng lên cảnh giới. Ngược lại là nhiều hơn một cỗ khí tức càng lạ lẫm, giết. Lần này, khí tức phát sinh cải biến, cả người rõ ràng cảm giác khác biệt liên hạo. Đã lại lần nữa thẳng hướng phía trước mà nương theo lấy hắn tiếng la giết hắn cũng là cùng trước mặt tàng võ vị cách thần linh chém giết ở cùng nhau đông 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 kịch liệt tiếng va chạm lại lần nữa vang vọng mà lên mà lần này liên hạo trước mặt vị cách thần linh rốt cục bị hắn đánh lui đánh đi dạo tới giao thủ vị cách thần linh cũng là trợn mắt hốc mồm nhíu chặt lông mày mà hắn càng là không chịu được thốt ra hai cái vị cách hai cái vị cách phía dưới quan chiến tiết hán cũng là lên tiếng kinh hô không thể tin, bên cạnh Hoàng Đạo Tôn, càng là nhíu mày, trầm giọng nói. Tại sao có thể có hai cái vị cách tuyệt không có khả năng này, tuyết? Hắn cũng đi theo gật đầu, có lẽ là ngoại lực thúc đẩy, mới có cảnh tượng bực này. Cái kia viên đan dược, ứng làm đó là nơi mấu chốt, ẩm ẩm. Lại có khí tức bạo phát, bành trướng mà ra, tuyết hán cùng Hoàng Đạo Tôn không hẹn mà cùng. Nhào nhào hướng phía khí tức trào lên mà đến phương hướng nhìn lại, hai người linh khí ngưng tụ hai mắt dõi mắt trông về phía xa về sau sắc mặt lại biến lúc trước cùng liên hạo đồng dạng từng nuốt viên đan dược sau có được vị cách thần linh chi lực người cũng giống vậy lần nữa nuốt viên đan dược đồng thời trên thân đồng dạng bắn ra khí tức đến như thế xem ra đây cũng không phải là là ví dụ hơn nữa là nhất định thành công nếu là như vậy nói phía sau nguyên nhân liền muốn nghiên cứu kỹ hai người nói chuyện thời điểm bên cạnh một thân ảnh bỗng nhiên là nổi lên ánh mắt rời truyền bọn hắn cũng không khỏi trong lòng đập mạnh người vừa tới không phải là người bên cạnh chính là huyết hổ thần đế đại nhân huyết hổ thần đế xuất hiện về sau hướng phía tiêu thiên chắp tay tình huống càng thêm nghiêm trọng cần ta xuất thủ sao đại nhân đây là võ viêm phá cũng theo đó hiện thân không chỉ có như thế còn có mấy tên giấu tại vị cách thần linh những này vị cách thần linh càng là trước chuyến này đến vị cách thần linh bên trong. Chân chính đỉnh tiêm tồn tại, phía bên kia, liên hạo bản thân đang tại kịch liệt chém giết. Không biết vì sao, đột nhiên có cảm giác. Hướng phía phía dưới nội thành trên tường thành nhìn lại, đây xem xét, hồn phi phách tán. mươi 973, Đại Thần Linh. Nào chỉ là hồn phi phách tán, cơ hồ là thấy rõ ràng bên kia thân ảnh về sau. Liên hạo hô hấp đều muốn dừng lại, với hắn xem ra, đơn giản đó là gặp quỷ, vì cái gì? Huyết hổ thần đế sẽ ở cái chỗ kia, người tên thụ ảnh, tàng võ hộ quốc thần thú. Cổ lão cực mạnh giả, hắn làm sao có thể có thể không biết, càng huống hồ. Đối với bọn hắn lại này thái thượng hoàng đình quan viên đến nói. Đối với tàng võ bên kia cực ngây thơ huống đều phải hiểu rõ lên rõ ràng, cho nên vị này đại danh đỉnh đỉnh huyết hổ thần đế như thế nào hình dạng cỡ nào đặc thù đã sớm rõ ràng cho nên hắn liếc mắt liền nhận ra đứng tại nội thành trên tường thành lão giả này đến cùng là cái gì địa vị nếu là dạng này còn chưa tính nhất làm cho hắn kinh dị một điểm chính là về sau xuất hiện võ viêm phá cùng ở bên cạnh hắn liên tiếp xuất hiện khí tức không tầm thường rõ ràng nổi danh cường đại tàng võ vị cách thần linh vẻn vẹn là nhóm này xuất hiện tồn tại đứng lặng ở bên kia thời điểm liền để liên hạo đầu óc trực tiếp đứng máy huyết hổ thần đế đi vào tàng linh bản thân liền là ẩn tàng hành tung hắn hành động mức độ bảo mật phi thường cao bình thường tàng võ thế hệ là không thể biết hắn hành tung thậm chí tàng võ bên kia cũng không biết huyết hổ thần đế bên này tình huống đến cùng như thế nào chỉ sợ đảm nhiệm tàng võ bên kia suy nghĩ nát óc cũng không biết nghĩ đến đây huyết hổ thần đế sẽ bị tiêu thiên thuyết phục hối cải để làm người mới ôm quang minh đi hướng nhân thiện con đường dù sao từ huyết hổ thần đế danh tự liền có thể nhìn đi ra hắn quá khứ rõ ràng là hung ác ngang ngược thế hệ chỉ có thể nói huyết hổ thần đế vị này hộ quốc thần thú vốn có long truyền nhân huyết mạch tiêu thiên trước mặt chỉ có thể bị áp chế gắt gao không thể động đậy liên hạo bên này nghi ngờ không thôi cách đó không xa bành trướng mà ra khí tức cũng là liên tiếp hiển hiện, hiển nhiên. Nuốt ăn viên đan dược nhân số là càng ngày càng nhiều, thậm chí lúc trước đều không nuốt viên. Đan dược người, cuối cùng cũng là nuốt ăn, có được vị cách thần linh chi lực. Hướng phía nội thành phương hướng sông tới giết. Vây công lưu sơn phủ nội thành đám người át chủ bài. Giờ khác này phù hiện ở đám người trước mặt, vẻn vẹn là dựa vào nuốt viên đan dược. Có được thần linh vị cách chi lực tồn tại, nhân số liền đã cao tới 47 người. Số lượng này không ít, 47 người bên trong. Như là liên hạo nuốt hai cái viên đan dược, có được hai loại vị cách chi lực tồn tại. Cũng có 8 người nhiều, giờ khắc này, tiến công nội thành cục diện. Lần nữa cải biến, cho dù là không có thiên địa quy tắc áp chế, nhưng đứng trước không ít nhân số, vẫn như cũ là khó mà chống đỡ trên thân thậm chí là bắt đầu bị thương tình huống tựa hồ lại bắt đầu chuyển biến xấu đi lên làm người đau đầu không thôi càng đừng đề cập tiềm ẩn tàng võ người bản thân còn có không ít vị cách thần linh không có động thủ đại nhân bên này huyết hổ thần đế nhìn thấy cục diện cũng là ở một bên ngược lại thì là nhịn không được hướng phía tiêu thiên lại lần nữa chắp tay dưới mắt lại không ra tay nói chỉ sợ là sẽ có người đến hy sinh cũng không phải là sợ chết chỉ là như thế cũng không chị làm chúng ta sai lầm còn không có hoàn lại nghiệp chướng nặng nề chúng ta bây giờ chết đi nói ngược lại là dễ dàng một bên khác võ viêm phá còn có mấy cái cường hoành tàng võ thần linh cũng là nhao nhao hướng phía tiêu thiên chắp tay thỉnh lệnh hy vọng tự mình ra tay chúng ta lá dụng còn không có quét sạch sạch sẽ chuyện sau vẫn phải đi đánh quét tiêu thiên bên này ghé mắt hướng phía nói chuyện võ viêm phá nhìn lại có thể nhìn thấy đối phương ánh mắt trong vắt thần sắc như thường, hắn trầm mặc một lúc sau. Không chịu được cười bắt đầu, nói tốt động thủ đi ta. Ngược lại thật ra không tin, như vậy đại chiến trận. Đối phương thủ đoạn cũng chỉ có ngần ấy, phía sau không có đại âm mưu, không có chân chính hắc thủ, ta là không tin tiêu. Thiên nói xong, ánh mắt sắc bén, chém đinh chặt sắt nói đến đây cái địa phương. Hắn cũng là tùy theo vung tay lên, xuất động đạt được tiêu thiên hạ lệnh, huyết hổ thần đế còn có võ viêm phá chờ tàng võ thần linh. Hơi chắp tay, hướng phía hắn hành lễ, vâng, trùng. Hợp một màn này đúng lúc là bị vậy ngay cả hạo nhìn thấy, nuốt hai cái viên đan dược hắn. Chiến lực tiêu thăng, ứng đối trước mặt vị này địch nhân, vẫn là dư xài. Đồng thời còn có rảnh rỗi nhàn trong nháy mắt, liếc nhìn xung quanh. Quan sát tình huống, huyết hổ thần đế, võ viêm phá đám người hiện thân cho liên hạo cảm giác đó là như nghẹn ở cổ họng. Nhịn không được muốn quay đầu hướng phía bên kia nhìn liếc mắt vừa vặn nhìn sang thời điểm. Chính là phát hiện huyết hổ thần đế đám người, chính hướng phía tiêu thiên hành lễ bộ dáng tê. Chấm chấm ngoặc kép, một màn này, để liên hạo hít một hơi lãnh khí. Tay đều là hơi lắc một cái, trong chiến đấu thất thần. Thực sự tối kỵ, hắn đối diện vị này vị cách thần linh tự nhiên là không buông tha cơ hội hoành kích mà đi nện ở liên hạo trên thân bị đánh chúng liên hạo kêu lên một tiếng đau đớn bay rớt ra ngoài tốt nhất cũng là tràn ra máu tươi không chung làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm vài vòng vừa rồi ổn định thân hình nhưng hắn đi đã không để ý tới những này vội vàng hướng phía tiêu thiên phương hướng nhìn lại trong nội tâm giống như cuốn lên kinh đào hải lãng tình huống như thế nào cái này tuổi trẻ nam nhân liên hạo lần này đầu óc không chỉ có là đứng máy thậm chí mạnh bốc khói nhanh nổ rớt trước mắt tình huống đã vượt ra khỏi mình phạm vi hiểu biết bên trong dựa vào cái gì cái kia huyết hổ thần đế còn có võ viêm phá chờ tàng võ vị cách thần linh cường giả bên trong cường giả muốn đối hắn như vậy tất cung tất kính lại nhìn kỹ một chút đi vị kia đại đức đế cùng ngày xưa nhân vương cũng là ở bên cạnh hắn tiếp khách hắn cũng coi là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác quen biết bao người vắt hết óc trầm tư suy nghĩ cũng không thể tìm ra liên quan tới nam tử trẻ tuổi này một tia vết tích một tia ấn tượng liền phảng phất cái này tạo thành khủng bố như thế hiện tượng nam tử đó là đột nhiên xuất hiện đồng dạng trống rỗng mà hiện nơi nào có dạng này khả năng càng làm cho liên hạo cảm thấy tim đập nhanh chính là huyết hổ thần đế còn có võ viêm phá trở tồn tại động thân cái kia huyết hổ thần đế càng là hóa thành huyết sắc quang mang hướng phía càng xa xôi phi độn phương hướng chính là liễu triền phong đám người chỗ khu vực mà mình trước mặt thì là xuất hiện một tên tân tàng võ vị cách thần linh đối phương đồng dạng là mặc lấy mộc mặc trường bào chỉ là bào phục phía trên khắc rõ tự đặc biệt là đối phương vai tay áo bên trên viết bốn chữ phá lệ để cho người ta chú ý hôm nay ngôi sao trong đó hàm nghĩa liên hạo đó là trăm mối vẫn không có cách giải, cái này lại tính là cái gì? Ngồi sao gì, liên hạo choáng váng, không biết làm sao thời điểm, đối diện bỗng nhiên xuất hiện. Ngăn ở trước mặt mình cái này tàng võ thần linh, bỗng nhiên mở miệng. Đem hắn lực chú ý hấp dẫn tới, người thân là tàng linh người. Lại là thái thượng hoàng đình trọng thần, không cảm ơn, không tu đức. Thế mà làm ra dạng này đại nghịch bất đạo sự tình, đáng tiếc đáng tiếc a à, rõ ràng có tốt như vậy thái giám có chứ danh chính nói thuận xuất thân lại không tự trọng không tự ái làm ra dạng này thiên đại chuyện sai đến thân là tàng võ tội nhân cùng ngươi giao thủ đều để ta xuất phát từ nội tâm cảm giác được buồn nôn đây tàng võ thần linh càng nói càng phẫn nộ càng nói càng sinh khí chỉ vào liên hạo gào thét giờ này ngày này ta liền muốn thay tàng linh vô số sinh linh là thái thượng hoàng đình bách tính, chu sát ngươi cái này cẩu quan. Chém ngươi đầy nghịch tặc đầu chó, thay trời hành đạo. Chương 974, kẻ cướp đoạt. Liên hạo nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin chừng mắt hai mắt. Nhìn phía trước đây tàng võ vị cách thần linh, trong lúc nhất thời. Hắn đều có chút hứa hoảng hốt, mình vốn là tàng linh người. Đối phương là tàng võ vị cách thần linh, bây giờ làm sao cảm giác bắt đầu lẫn nhau thân phận giống như là điên đảo đồng dạng để mạng lại. Tàng võ vị cách thần linh lại hiện lần nữa gào thét, thể nội khí cơ bành trướng bạo phát. Mãnh liệt chi cực giờ khắc này cũng làm cho bốn phía không ít người càng xa tồn tại. Nhao nhao ghé mắt mà đến, đại thần linh, tàng võ đại thần linh. Đồng thời còn không có bị thiên địa quy tắc áp chế, thực lực toàn bộ triển khai. Đỉnh phong chi tư oanh, vị này đại thần linh gào thét bạo phát về sau, sắc mặt đỏ lên như trợn mắt kim cương, mà quanh thân linh khí chấn động phía dưới, đại đạo chi lực hiển hiện, uy áp cái thế. Một mình cuốn lên xung quanh linh khí hóa thành dòng lũ quấn quanh tự thân, một quyền đánh ra. Không gian chấn động, trong một chớp mắt chính là liệt diễm bừng bừng. Nóng bỏng chi cực, Liên Hạo bị đánh cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Hướng phía trước mắt nhìn sang thời điểm, phía trước càng là một mảnh hồng hỏa che hai mắt. Đều nhìn không rõ ràng con đường phía trước chỉ có thể ở mơ mơ hồ hồ giữa cảm ứng được khủng bố uy năng chính đánh tới hướng mình mặt không tốt liên hạo trong lòng thầm kêu không ổn vội vàng tụ tập tự thân lực lượng ngăn cản tại phía trước tiếng va chạm nổi lên nặng nề bá đạo lực lượng thuận hai tay chuyển lại với bản thân phía trên đồng thời hắn có thể cảm nhận được tự thân ngũ tạng lục phủ tựa như sôi trào nóng bỏng rõ ràng là đối phương lực lượng ăn mòn thể nội để cho người ta có cảm giác thụ tương đương với tự thân bị đối phương đại đạo tiến công ăn món. Bên trong nghiêm trọng trình độ cùng hậu quả, không đơn giản, đây chính là đại thần linh sao? Ta thân thể đều giống như muốn bắt đầu thiêu đốt, vị này nghiên cứu chi lực. Chẳng lẽ là bị bỏng chi lực, chạm đến sau liền sẽ có dạng này tình huống. Với lại đồng dạng không có thiên địa quy tắc áp chế. Đối phương có thể phát huy ra toàn bộ thực lực như vậy chẳng phải là đang cùng toàn thịnh tư thái tàng võ đại thần linh đang chiến đấu bị oanh bay về phía hậu phương liên hạo trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn tại suy nghĩ quá trình phân tích bên trong hắn cũng là điều động thể nội bây giờ hai cái vị cách chi lực cột rửa toàn thân du tẩu cùng toàn thân bên trong cho người ta cảm giác giống như là lợi dụng hai loại khác biệt vị cách chi lực đang cấp toàn thân cao thấp tắm rửa một cái hạ nhiệt liên hạo cảm giác mình tựa như là chói trăng ngày mùa hè bị nước lạnh cọ rửa toàn thân thư thái đại thần linh lại như thế nào liên hạo chỉ hoàn qua kình về sau mở hai mắt ra nhìn qua tiếp tục xông về phía mình đối thủ ánh mắt cũng dần dần kiên định bắt đầu bỏ ra khổng lồ như vậy đại giới làm sao có thể có thể ở cái địa phương này cứ như vậy tùy tiện lùi bước để ngươi như ý nương theo lấy liên hạo tiếng gầm vang lên hắn thể nội hai cái vị cách chi lực cũng đồng thời xông ra không đồng lực lượng hội tụ cùng một chỗ mặc dù hiện ra bài xích phản ứng lộ ra không ổn định mười phần táo bạo nhưng cũng chính là như thế dựng dụng ra to lớn hơn đáng sợ lực lượng hiện ra vô hình ba động hướng phía xung quanh khuếch tán ra bên này đuổi theo liên hạo xuất kích vị này đại thần linh đối diện cùng đối phương công kích chính diện đụng vào nhau, cơ hồ là tại chạm đến trong nháy. Mắt, sắc mặt liền đã có biến hóa. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong uy năng, đồng thời ngay đầu tiên va chạm thời điểm. Trong đó chất chứa khủng bố uy năng bạo liệt mà ra, đó là hai loại không đồng vị nghiên cứu chi. Lực lẫn nhau xung đột về sau, bắn ra càng thêm kịch liệt bạo tạc vị này tàng võ đại thần linh. Bị oanh bay ra ngoài, giữa không trung lung tung vòng vo tầm vài vòng mới khó khăn lắm ổn định mình thân hình, đợi đến hắn vững chắc mình về sau. Sắc mặt kinh hãi nhìn về phía trước, ngươi vị cách cái này lực lượng. Căn bản cũng không phải là chính ngươi, ngươi. Cướp đi người khác vị cách chiếm đoạt người khác lực lượng cảnh giới. Cướp đoạt người bên cạnh đại đạo. Chương 975, ngài cũng phản. Đây đến từ tàng võ đại thần linh, cùng trước mặt Liên Hạo giao thủ lập tức liền cảm giác được đối phương tình huống biết hắn nền tảng nơi xa cảm giác còn khó nói dưới mắt nơi này là chiến trường lẫn nhau giữa linh khí giao hội đại đạo oanh minh thật không minh bạch tới gần về sau giao thủ đụng vào về sau mới có thể biết bên trong vấn đề cách đó không xa nội thành trên tường thành tiêu thiên bên cạnh uống trà bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ người khác vị cách đây là có thể bị đoạt đi đồ vật sao theo đạo lý đến nói, cái này không nên cùng loại với cảm ngộ đồ chơi mới đúng, hắn. Nơi này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bên cạnh tiết hán cùng hoàng đạo tôn. Cũng cau chặt lấy lông mày, liên hạo vị cách chi lực thuộc về người khác. Chẳng lẽ hắn nuốt viên đan dược? Trên thực tế là người khác vị cách chi lực thành hình về sau đồ vật phi. Phía bên kia, đại thần linh đã là xỉ ngụm nước bọt. Cảm giác sâu sắc đối diện liên hạo hành vi chơi chẽn, không tu tự thân dựa vào loại này bằng môn tà đạo được đến lực lượng cái gì cấp bậc mặt hàng cũng xứng cùng ta giao thủ giết đây đại thần linh lại lần nữa gào thét lên tiếng sắc mặt đỏ lên hắn chỉ cảm thấy mình tự hồ là nhận lấy nhục nhã toàn thân trên dưới lại lần nữa tiêu tán ra linh khí đến lộ ra có chút lơ lửng không cố định nhưng lại lại lần nữa tản mát ra nhiệt độ cao đến tựa như là thiêu đốt bay lên nhiệt độ cao thậm chí để xung quanh không gian cũng hơi vặn vẹo bắt đầu, đông, vị này đại thần linh trên thân. Hiện ra cải biến về sau, trong nháy mắt hướng, phía phía trước phát khởi bắn vọt. Bất quá trong nháy mắt liền biến mất tại tại chỗ, giữa không trung đều có mơ hồ vết tích. Đó là không ở giữa bị bỏng, lưu lại hắn hành động quỹ tích liên hạo con ngươi co vào. Lại lần nữa bị trọng thương, thể nội cảm giác như là rời sông lấp biển, này dây lát hắn vừa rồi cảm nhận được lẫn nhau giữa tranh lệch, hai cái vị cách chi lực muốn điều động bát. Đầu, bạo phát đi ra uy năng, hao phí tâm lực, chỗ nào có thể cùng trước mặt hàng thật giá thật. Đại thần linh, đánh đồng đâu? Đối phương lực lượng điều động tự nhiên, giống như cánh tay rồn. Dễ dàng, mà liên hạo bên này, bị đại thần linh gắt gao chấn áp. Đánh miệng phun máu tây thời điểm, cách đó không xa liễu triển phong chỗ phương hướng. Nội thành bên này trấn thủ hối cải để làm người mới thần linh, liên tục bại lui. Không đáng kể, mộc mạc trường bào phía trên đều đã hiện đầy máu tươi, mặc dù như thế. Bọn hắn cũng không có lui lại một bước, ánh mắt kiên định hướng phía phía trước nhìn lại. Thề sống chết không cho, tình hình như thế để đối diện Liễu Triển Phong. Cùng hắn bên người một số người các loại biểu lộ đều có chỗ biến hóa, không biết vì cái gì. Bọn hắn có thể cảm nhận được những này từ thủ không cho tàng võ vị cách thần linh tinh khí thần. Đã phát sinh cải biến. Không nghĩ ra, đám này đã từng tàng võ thần linh, đến cùng là đã trải qua thứ gì? Mới có trước mắt dạng này biểu hiện, trên không trung liễu triền phong cau mày. Nguyên bản lạnh nhạt cảm xúc, có một chút oán hận, hắn không chịu không được hướng phía bên. Người hiện thân tiềm ẩn tàng võ thần linh nói, các ngươi tàng võ, đến cùng là đang làm gì? sao có thể một hơi xuất hiện như vậy nhiều phản đồ nguyên bản chúng ta ứng cho là xong phương hợp tác mới là kết quả là ngược lại còn muốn ta xuất thủ sao bên này liễu triền phong là phàn nàn thậm chí có chút chỉ trích đối mặt hắn nói những này tàng võ thần linh trong lòng mặc dù có chút không thoải mái nhưng cũng chỉ có thể gắng gượng chịu đựng chỉ đổ thừa tình huống chân như cùng liễu triền phong nói như thế trước mặt trống cự bọn hắn tiến công ngược lại là chính bọn hắn người một phương diện khác bọn hắn cũng không dám phản bác liễu triền phong người bên cạnh không biết bọn hắn đám này vị cách thần linh vẫn là rất rõ ràng mặt sau này là có người nhìn chằm chằm liễu triền phong đắc tội không nổi mấy vị này tàng võ thần linh cũng không lên tiếng chỉ có thể thành thành thật thật đem tự thân lực lượng hướng phía cái kia liễu triền phong trong tay bảo châu quán chú quá khứ đối phương đều mở miệng tự nhiên đến phiên bọn hắn phát lực thời điểm cực kỳ tàng võ vị cách thần linh lại lần nữa quán chú lực lượng tiến vào bảo châu bên trong thật giống như thạch nhập biển cả không nổi lên được nửa phần gợn sóng cho người ta cảm giác thật giống như cái này bảo châu giống như thâm uyên có thể hấp thu đại lượng linh khí phun ra nuốt vào lấp không đầy liễu triền phong cái này cũng không có nhàn rỗi thở sâu về sau hai ngón điểm vào mình mi tâm bên trên đầu ngón tay rời đi cái chán một giọt đỏ thẫm giọt máu chảy ra bị lôi ra ngoài giọt máu nổi lên về sau bị liễu triền phong trong tay bảo châu hấp dẫn bảo châu đem giọt máu nuốt vào màu xanh tia sáng chói mắt tại toàn bộ bảo châu phía trên đều tách ra lộng lẫy chói mắt hào quang thanh phong như là vòng xoáy đồng dạng chăm chú quấn quanh ở bảo châu phía trên đi liễu triền phong đọc tiếp bảo châu thượng thanh phong gào thét mà ra màu xanh gió lốc nhìn qua giống như không có gì đặc biệt nhưng là cẩn thận đi xem đi có thể nhìn thấy cái kia tuấn đông quá khứ thời điểm không gian xung quanh đều bị xé nứt mà ra lộ ra từng tia màu đen vết nứt bởi vậy liền có thể nhìn đi ra đây thanh phong uy năng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào nguyên bản còn tại chém giết vị cách thần linh cảm giác bén nhạy đến đánh tới uy năng lại quay đầu nhìn sang thời điểm hoảng sợ phát hiện hướng về bên này tới thanh phong thanh phong tốc độ không nhanh chỉ là muốn tránh né lại phát giác được thanh phong tới trong quá trình có liên tục không ngừng lực kéo lượng để bọn hắn khó mà tránh thoát linh khí oanh minh đại đạo hiển hiện đều không có tác dụng thanh phong phía trên lực kéo đạo cũng dần dần tại tăng lớn thậm chí có thể đem bọn hắn trên thân lực lượng cho lôi kéo nát không? Ổn, chỉ sợ chúng ta khó thoát một kiếp thật. Đáng sợ thanh phong chi lực, chất chứa đại đạo lý lẽ, vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng, chỉ. Sợ chúng ta mấy người muốn bị tươi sống quyển chết, vô pháp tiếp tục chuộc tội. Hoàn lại tội nghiệp, đáng tiếc đáng tiếc, không cách nào lại lắng nghe đại nhân dạy bảo, mấy. Vị này mặc mộc mạc trường bào vị cách thần linh, lẫn nhau nhắc tới lên tiếng về sau cuối cùng là không ở lắc đầu khẽ thở dài ngược lại là không làm chống cự lơ lửng ở giữa không trung trong mắt tuy có tiếc nuối trong lòng có bất đắc dĩ nhưng ánh mắt bên trong nhưng lại có khám phá tất cả vẻ đạm nhiên tâm cảnh ngược lại là không minh rất nhiều cảnh giới thế mà mơ hồ có chỗ buông lỏng khí cơ cũng có hơi đề thăng lúc này bọn hắn mới hoàn toàn lĩnh ngộ vị đại nhân kia dụng tâm lương khổ mới biết được chính mình đi qua tội nhiệt chi sâu nặng Vượt xa khỏi bọn hắn tự thân tưởng tượng, quét sạch mặt đất thời điểm. Cũng tại quét dọn mình tâm a, dĩ vãng thân là tàng võ người, chỉ muốn tiến công. Chỉ muốn cướp đoạt, chỉ có rất nhiều bực bội cảm xúc mà đi theo đại nhân bên người. Mới thật sự là chính xác giống. Bỗng, nhiên, một tiếng hổ khiếu phù hiện ở đây giữa không trung, màu máu cương phong theo một tiếng. Này gào thét quét sạch mà ra cùng cái kia thanh phong đụng vào nhau hung mãnh vô cùng, phanh, tiếng va chạm hiển hiện. Màu máu cương phong cùng thanh phong cùng một chỗ, ẩm ẩm tản ra. tan biến tại đây giữa không trung, đồng thời, một cái chắp hai tay sau lưng lão giả. Cũng là phù hiện ở những này thần linh phía trước. Trực diện lấy đối diện liễu triển phong đám người, không? Nên chấp mê bất ngộ, tiếp tục phạm sai lầm, hiện tại bó tay đầu hàng, còn có cơ hội, chớ có sai lầm, trong lúc nhất thời, bốn phía yên lặng như tờ, liễu triền phong chừng mắt hai mắt. Bên cạnh hắn những cái kia tàng võ thần linh, càng là toàn thân run rẩy huyết hổ thần đế. Cũng phản, chương 976, ngũ đế lăng không? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Liễu triền phong bên người, một vị tàng võ thần linh, không chịu được thét lên lên tiếng. Ôm mình đầu, không ngừng qua đầu, hắn không thể tin được cũng không nguyện ý tin tưởng trước mắt tất cả đây chính là huyết hổ thần đế a à. hộ quốc thần thú tàng võ trong đế quốc có thể xưng quốc trụ đồng dạng tồn tại bất kể là ai làm phản rồi bọn hắn đều không thể tin tưởng sẽ là trước mặt đây một vị phải biết trước mặt vị này huyết hổ thần đế tại bọn hắn tàng võ bên này tương đương với một cái tinh thần đồ đằng trước mặt nam nhân lại là phản bội gia nhập tàng linh bên kia không cách nào tưởng tượng vĩnh viễn đều không biện pháp lý giải đại đế vì cái gì tại liễu triền phong bên người cái này tàng võ thần linh đột nhiên giữa là gào thét lên tiếng chừng mắt nhìn huyết hổ thần đế hy vọng từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra cái gì không chỉ là hắn cái khác tàng võ thần linh cũng nhao nhao xuất hiện hướng phía phía trước huyết hổ thần đế phương hướng nhìn sang nếu là như vậy còn chưa tính rất nhiều tiềm ẩn trong bóng tối tàng võ vị cách thần linh vò thẳng đi ra nhìn chằm chằm trước mặt huyết hổ thần đế đại đế vì cái gì ngươi muốn phản bội tàng võ chẳng lẽ bệ hạ dài lâu như thế tuế nguyệt đối với ngươi có cái gì bất công sao đây là cái gì tình huống ngươi thật là đại đế sao huyết hổ thần đế đại nhân khẳng định là sẽ không làm dạng này sự tình đến cái này đến cái khác tàng võ vị cách thần linh đều là nhau nhau xuất hiện không còn ẩn nấp mình tung tích huyết hổ thần đế xuất hiện. Không chỉ là tượng trưng cho cục diện phát sinh cải biến, thậm chí còn đại biểu cho. Tình huống xuất hiện vấn đề lớn, huyết hổ thần đế dạng này tồn tại, đều đã phản bội. Bọn hắn căn bản liền không có biện pháp tưởng tượng đến cùng là xảy ra chuyện gì tình huống. Một, viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ giữa không trung Không ngừng có đủ loại tàng võ vị cách thần linh nổi lên bọn hắn cũng không phải là giống những cái kia quy thuận tiêu thiên nghe theo hắn lời nói quy thuận ở tại phía dưới những cái kia tàng võ vị cách thần linh đồng dạng không bị thiên địa quy tắc áp chế trong lúc nhất thời toàn bộ giữa thiên địa quy tắc đều là nghiền ép xuống dưới để to lớn không gian cũng bắt đầu lắc lư bắt đầu huyết hổ thần đế hiện thân ngăn ở giữa không trung thật sâu kích thích một đám tàng võ vị cách thần linh tâm cả đám trực tiếp cho phá phòng dưới mắt chỗ nào còn quản kế hoạch gì bất kể vẽ. Trực tiếp như ong vỡ tổ xuất hiện, dù sao trước mắt tình hình. Để bọn hắn đều có chút cho phép đã mất đi lý trí, bọn hắn qua nhiều năm như vậy. Tiềm ẩn tại tàng linh bên trong. Đều là ôm lấy lấy hẳn phải chết giác ngộ chi tâm, kết quả huyết hổ thần đế dạng này tồn tại. Lại là đi tới bọn hắn trước mặt, quang minh chính đại, công khai đứng ở mặt đối lập đoán chừng ai cũng sẽ không muốn đạt được huyết hổ thần đế hiện thân sẽ để cho tiềm ẩn thế hệ tâm thần thất thủ tất cả đều xuất hiện bại lộ mình nếu như các ngươi muốn hỏi vì cái gì lão phu có thể cho các ngươi đáp án chỉ có một chữ huyết hổ thần đế chắp hai tay sau lưng ánh mắt liếc nhìn xung quanh nhìn đây từng cái nổi lên tàng võ thế hệ thiện cái chữ này nói xong huyết hổ thần đế chắp tay sau lưng đưa tay lần nữa nói nếu như các ngươi hữu tâm hướng thiện liền thúc thủ chịu trói lắng nghe đại nhân dạy bảo hối cải để làm người mới tiến hành chuộc tội nói đến thế thôi sau này thế nào liền giao cho các ngươi mình tuyển chọn a à, kể. xong huyết hổ thần đế không còn xuất thủ chỉ là trôi nổi tại giữa không trung đứng lặng tại chỗ mặc dù hắn giờ phút này ánh mắt yên tĩnh khí tức tường hòa nhưng như cũ có một cỗ vô hình áp lực chấn tại tất cả mọi người trong lòng bên trên đến cùng là huyết hổ thần đế a à, ta không tin lúc này có người giống to lên tiếng đột nhiên khí cơ bạo phát hướng phía phía trước phóng đi huyết hổ thần đế như thế nào khả năng hiện thân ở cái địa phương này tất nhiên là hàng giả nhìn ta một nghiệm thật giả vị này tiềm ẩn tàng võ thần linh lên tiếng về sau chính là bạo phát toàn bộ thực lực hướng phía cái kia huyết hổ thần đế xông tới giết, bản thân hắn vẫn là ẩn giấu tu vi. Áp chế thực lực, đột nhiên động thủ bạo phát. Thiên địa quy tắc trấn áp cũng không kịp nhìn qua chạm mặt tới vị này tàng võ thần linh. Huyết hổ thần đế nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, gian ngoan không yên, hắn. Nhô ra tay, nhẹ nhàng như vậy vung lên. Hư không bên trong, hiện ra mang theo màu máu quang ảnh hổ trưởng tàn ảnh, trưởng cướp trời cao đem tụ tập mà đến linh khí đập vỡ nát cùng nhau vỡ ra còn có cái này xông về phía trước tàng võ thần linh đại đạo cùng hắn tinh khí thần tên này trùng sát tiến lên đây tàng võ vị cách thần linh tại đối phương động thủ thời điểm đã xác định chân thân mà không phải hàng giả có thể xác định điểm này về sau hắn nội tâm ngược lại là càng thêm tuyệt vọng bản thân nội tâm còn ôm lấy một tia hy vọng kết quả cuối cùng này một điểm chờ đợi cũng triệt để hóa thành bọt nước ba. Xông về phía trước hắn chủ động đã rơi vào huyết hổ thần đế trong tay. Cái cổ bị đối phương nắm, từng cùng đại nhân lời nói, khuyên các ngươi hướng thiện. Nếu là không thể, huyết hổ thần đế chậm rãi mở miệng, ánh mắt sắc bén mà kiên định. Trong tay lực đạo bắn ra, soạt soạt một tiếng, liền đem bọn ngươi đầu, vặn xuống tới, ầm. Ầm, giữa thiên địa, lần nữa bạo hưởng đây tiềm ẩn tàng linh nhiều năm vị cách thần linh, chết tại huyết hổ thần đế trong tay. Trước khi chết còn trường lớn lấy hai mắt, hiển nhiên là chết không nhắm mắt mà hắn qua đời. Có được lực lượng, lập tức là tán loạn mà ra, trả lại toàn bộ tàng linh giữa thiên địa, còn. Có người nào, huyết hổ thần đế buông tay ra, tùy ý đây thần linh thi thể rơi xuống. Nhìn xung quanh bốn phía, trong lúc nhất thời. Không người tiến lên, không ít đều là nhìn qua người trước mặt, bờ môi run rẩy còn đắm chìm trong đối phương hiện thân. Hiển hiện nơi này rung động bên trong, giữa không trung, nâng bảo châu liễu triển phong. Cũng là sắc mặt u ám không khỏi siết chặt tay. Huyết hổ thần đế xuất hiện, đem hắn tưởng tượng tất cả toàn bộ đều đã làm rối loạn, thiếu. Ra, sự tình không tốt lắm. Bên cạnh, cái kia đầu đinh nam từ cũng là tới gần. Thấp giọng thì thầm, nói rõ tình huống, cẩn thận lắng nghe sau liễu triển phong sắc mặt cũng theo đó kịch biến võ viêm phá cũng hiện thân xuất thủ lúc này hắn vội vàng ngưng tụ linh khí tại hai mắt. hướng phía bốn phía nơi xa lại nhìn ra xa nặng nề cường hãn khí tức phóng lên tận trời giống như bắt mắt cột sáng vắt ngang giữa thiên địa đó là võ viêm phá bực này cường già còn có về sau chiến đấu đại thần linh hiển hiện ra khí tức ông bỗng nhiên thiên địa rung động thanh âm hiển hiện năm đạo nhan sắc khác nhau quang mang phơi bày ra ngũ đại đế long đằng không mà lên vô pháp chống cự thế giới áp chế lực bỗng nhiên bao phủ tại toàn bộ chiến trường cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía động tĩnh nơi phát ra phương hướng tập trung qua đó là trung tâm nội thành mặc giáp chấp duệ năm vị nữ đế lần đầu tập thể hiện ra ở thế nhân trước mặt tùy theo mà đến còn để bọn hắn tự mình cẩn thận cảm thụ một chút ngũ đại nữ đế liên thủ thế giới áp chế lực đến cùng là cảm giác gì, lại sau đó, liễu triền phong trong tay đưa tin lệnh bài. Lại lần nữa điên cuồng truyền đạt tin tức, điều tra nội dung mới biết, to lớn lưu sơn phủ. Đã là triệt để bị phong kín, bọn hắn đây tất cả mọi người. Đã thành cá trong chậu, tàng võ tiềm ẩn người đem hết toàn lực tiến công, bọn hắn tới hợp tác. Đều mà ra, ngược lại là đem tự thân. Đưa vào đối phương trong cạm bẫy, nhìn thấy trạng thái toàn thịnh. Lông tóc không thương năm vị nữ đế, liễu triển phong chỗ nào còn có thể không hiểu. Chương 977, triệt đề bạo phát. Phát sinh trước mắt tình huống, cùng tình báo nội dung. Đã hoàn toàn không hợp, ngũ đế lăng không, thế giới áp chế lực cường độ rõ ràng. Với lại loại này áp chế, liễu triển phong khóe miệng hơi run rẩy Hắn có thể cảm nhận được mình, đều bị chấn áp, trong lòng không chịu được rung động nữ đế thế giới áp chế lực đã khủng bố đến nước này sao tính cả bọn hắn tàng linh người mình. Đều có thể gắt gao chấn trụ thoát thân không được càng quỷ dị hơn một điểm. Chính là lấy năm vị nữ đế làm hạch tâm, ngày xưa tàng võ võ viêm phá trở đại thần linh. Còn có rất nhiều vị cách thần linh, hiện ra một cái hình cái vòng. Bảo vệ bốn phía, ngay phía trước, huyết hổ thần đế cái này tàng võ hộ quốc thần thú. Truyền kỳ tồn tại, ngăn ở phía trước, cho người ta cảm giác giống như là năm vị nữ đế nuôi dưỡng giữ nhà hồ, tình cảnh này. Để cho người ta cảm thấy quái rất đến, người thật đúng là không ít, chúng ta đây chủ động hiện thân, thật được không? Ngũ đế bên trong, lạc nữ ái là một tay chống nạnh, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt chỗ đến. Tất cả đều là lít nha lít nhít bóng người, một mảnh đen kịt như mây đen ngập đầu, ân. Tiêu ca ca, lạc nữ ái nhìn qua nhìn qua, phát hiện tiêu thiên tung tích nhịn không được la lên còn không đợi nàng khởi hành bên cạnh tử nhược yên đã sớm vươn tay một thanh níu lại đối phương cổ tay ngẫm lại chúng ta bây giờ tình huống ngươi còn muốn lấy chạy tới sau lạc là... nữ ái lúc này mới lấy lại tinh thần mím môi mất hết cả hứng quay đầu lại tử nhược yên lúc này cũng là liếc một cái tiêu thiên phương hướng nhìn đối phương chính thư thư phục phục tại ghế nằm bên trên lười biếng thưởng thức trà ăn điểm tâm nhỏ giờ khóc giờ cười chỉ có thể nói mình cái này phu quân a quá khứ chịu khổ gặp nạn thời điểm nhiều mặc kệ lúc nào đều quên không được hảo hảo hưởng thụ dưới mắt chiến trường này chiến cuộc phân tranh tình huống phía dưới hắn đều có thể như vậy lạnh nhạt chỗ chi nhưng nàng cũng lý giải đây là phu quân thực lực bản thân cường hoành cơ sở phía dưới mang đến tự tin có tiêu lang quân lược trận tiếp đó chúng ta biểu hiện cũng không thể quá kém tử nhược yên thu hồi ánh mắt ngắm nhìn bốn phía về sau, ánh mắt sắc bén. Đối phương dốc toàn bộ lực lượng nhất cử cầm xuống đối với tàng linh thiên địa. Có chỗ tốt cực lớn. Đang khi nói chuyện tử nhược yên thể nội linh khí chấn động. Đại đạo chi lực cũng theo đó nổi lên, hắn vị cách là. Thủy, hừ, bị tiêu ca ca đánh lâu như vậy, cuối cùng cũng là có chút thành quả. Lạc nữ ái nói đến đây cái địa phương, sắc mặt phiếm hồng sắc mặt mơ hồ có chút hưng phấn chi ý tiếp đó liền lấy bọn hắn đến kiểm nghiệm một cái theo lạc nữ ấy tiếng nói vừa ra tấn mãnh thiêu đốt thánh ma diễm leo lên đến nàng trên thân hắn vị cách là hòa lòng khâu bạch thanh biểu hiện thì là muốn lộ ra bình thản nhiều đem miệng bên trong chậm rãi nhấm nuốt đồ vật nuốt vào về sau nhô ra tay đến chính là cầm một thanh còn cao hơn nàng cự thương quanh thân lôi đình hiển hiện, oanh minh không ngớt, vị cách lôi, đại. Trận duyên cớ, chúng ta không tốt tách ra quá xa. Tô mộng ly bên này, đồng dạng là đại đạo chi lực hiển hiện. Vị cách là mộc chi đại đạo, tại nàng mở miệng nói chuyện quá trình bên trong. Đếm mãi không hết cự mộc, trống rỗng nổi lên, cự mộc vạn vẹo sinh trưởng tại nội thành trên. Tường thành, liên tiếp không ngừng, tận. Lực tại ta hậu phương xuất thủ, ta đến đè vào phía trước liền có thể cơ ngưng quang lên tiếng thở nhẹ khẩu khí trong tay cự thuẫn phía trên đã tách ra màu vàng sẫm rực rỡ thổ chi vị cách ngũ hành vị cách thế giới căn cơ mà tại các nàng hiện thân đồng thời xa xa chu vi xem rất nhiều tồn tại cũng là trong ánh mắt tách ra tinh quang cảm thụ được trên thân nổi lên thế giới áp chế lực bọn hắn thần sắc mười phần ngưng trọng bởi vì cái gọi là nghe thấy không bằng thấy một lần bây giờ tự mình cảm nhận được năm vị nữ đế thế giới áp chế lực để bọn hắn có rõ ràng nhận biết cũng minh bạch. Nếu là bỏ mặc đây năm vị nữ đế tiến đến vị diện chiến trường nói. Tàng linh thế yếu, đem không còn tồn tại, nếu như vẻn vẹn nói song phương cao đoan chiến lực. Đỉnh tiêm tồn tại nói, tranh lệch cũng không tính bao lớn, nhất là nhân hoàng tử cực vô địch. Một người tồn tại, mà có thể lực kháng tàng võ, chính là có hắn tọa chấn, tàng võ qua nhiều năm như vậy mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng tàng võ bên này yêu. Thế cũng hết sức rõ ràng, trung tầng chiến lực rất nhiều, nếu là quân công. Hướng phía tử cực vô địch quá khứ, thời gian nhất định bên trong vây khốn hắn. Để hắn vô pháp xuất thủ, cũng có thể làm đến, dù sao cũng là vị cách thần linh. Dù là nhân hoàng tử cực vô địch tại cường hoành, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn chém giết, có thể dạng này cân bằng phá vỡ, năm tên nữ đế một khi tiến đến vị diện chiến trường. Thì triển thế giới áp chế lực bị áp chế vị cách thần linh. Tại toàn thịnh tư thái nhân hoàng tử cực vô địch trước mặt. Như là gà tử, dưới tình huống như vậy, nhân hoàng tử cực mang vô địch chém giết tới. Giơ tay chém xuống chỉ sợ là một cái tàng võ vị cách thần linh phải bỏ mạng, dạng này còn thế. Nào đánh từ đưa tin ngọc bài giữa câu thông nội dung đến xem, đây năm tên nữ đế nổi lên về sau. Toàn bộ Lưu Sơn phủ khu vực đều bị triệt để bao trùm. Phạm Vi Phi thường bao la, đồng thời từ quan sát tình hình đến xem. Đây năm tên nữ đế tựa hồ còn giữ khí lực, một khi toàn lực thi triển trời mới biết sẽ là tình. Huống như thế nào, không cách nào tưởng tượng không? Thể thả nhận trước này năm tên nữ đế tiếp tục còn sống. Súng lại tới đám người, nguyên bản tại nhìn thấy huyết hổ thần đế thời điểm, đã bắt đầu sinh thoái ý, nhưng nhìn thấy năm tên nữ đế hiện thân. Cẩn thận cảm giác tình huống về sau, bọn hắn phi thường rõ ràng, dưới mắt tình huống. Không có đường lui, coi như trốn, cũng không giữ được tính mạng, huyết hổ thần đế phía trước chém giết. Năm tên nữ đế ở hậu phương thi triển thế giới áp chế lực lược trận, dạng này bộ dáng. Giống như là thấp xứng bản huyết hổ thần đế cùng năm tên nữ đế giết địch tổ hợp, chạy trốn chỉ có bị đuổi giết từ chiến đến cùng, liều mạng một lần. Mới vừa có như vậy một chút hy vọng sống, phải biết cái kia năm tên nữ đế. Mặc dù đã có vị cách thần linh cảnh giới, nhất là nữ võ thần đế cơ ngưng quang. Cảnh giới càng là đạt đến đại thần linh chi cảnh, nhưng so sánh với nhau. Cái kia mới xuất hiện bốn tên nữ đế bất quá là tân tấn thần linh. Chiến lực tất nhiên suy nhược nếu là liều lĩnh xông tới giết nói đem các nàng chém giết cũng không phải là không có khả năng cho dù là chém giết trong đó một tên nữ đế cũng là công lao ngất trời làm dạng dỡ tổ tông không nói tàng võ bên kia thân nhân tất nhiên là cũng tìm được lớn lao vinh quang chiếu cố tự thân cũng có khả năng bị tàng võ đại đế phục sinh ý tưởng như vậy cũng không phải là một người mỗi một cái ánh mắt bên trong đều là hiện ra dạng này tinh quang cái này đến cái khác thân hình đã nổi lên nguyên bản tiềm ẩn trong bóng tối cái này đến cái khác người. Đều là đã nhau nhau hiển lộ ra mình tung tích đến, dưới mắt tình huống, bọn hắn cũng rõ ràng. Đây chính là đối phương thiết lập ván cục, dẫn dụ bọn hắn toàn bộ xuất hiện qua đến. Muốn một mẻ hốt gọn, mà bọn hắn thì là muốn chém giết nữ đế lập công. Thuộc về cắn câu cá, bây giờ phá cục biện pháp liền đem đây mồi nuốt vào trong bụng cho dù là miệng muốn bị xé rách máu tươi chảy ngang. Cũng lại chỗ không tiếc về phần bản thân là tàng linh người. Phản bội mưu phản liễu triển phong nhất mạch càng thêm là không có lui lại lý do. Chỉ có thể tiếp tục tiến lên, một con đường đi đến đen, đại chiến, triệt để bạo phát. mươi 978, không nên coi thường người. Giết, tiềm ẩn tàng võ thần linh bên trong, không biết là ai, dẫn đầu gào thét lên tiếng hướng phía phía trước sung phong liều chết tới, đồng thời. Không ngừng có tiếng gọi ầm ý, kêu lên, toàn. Bộ lưu sơn phủ bách tính, sinh linh đều đã không thấy tung tích. Đều là huyễn trận hình thành, đối phương sớm đã có chỗ chuẩn bị, hiện tại không liều mạng. Còn phải đợi tới khi nào, cầm xuống nữ đế, chém giết phản đồ, cứu hoàng tử, công lao to lớn. Cũng có khả năng đạt được bệ hạ phục sinh, cái này đến cái khác tàng võ vị cách thần linh, đều là đang thét gào gào thét lên tiếng. Không ngừng hướng về phía phía trước bắn vọt theo bọn hắn bắn vọt hướng về phía trước trong quá. Trình, thể nội đại đạo cũng là tùy theo oanh minh lên tiếng. Thể nội linh khí cũng là gào thét cái này đến cái khác thân hình phía trên. Đó là thiêu đốt lên liệt diễm, phảng phất là bị nhen lửa đồng dạng giờ khác này. Đã không có người nghĩ đến lưu thủ không có người nghĩ đến muốn giấu nghề, cơ hồ mỗi người đều là đem tự thân linh khí nhóm lửa. Sinh mệnh thiêu đốt, bọn hắn là đem mình tính mệnh, toàn bộ thế chấp đi lên, dù sao. Trước mặt bọn hắn trước hết nhất muốn đối phó địch nhân. Đó là huyết hổ thần đế cái này uy danh hiển hách tồn tại, không chỉ có là bên này. Một phương diện khác, bọn hắn cần chém giết đối thủ. Càng là võ viêm phá trở nổi tiếng bên ngoài đại thần linh, nếu là không xuất ra một điểm giác ngộ nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đối phương an bài, oanh, 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 trong chớp nhoáng này, toàn bộ tàng võ giữa thiên địa đều là bộc phát ra kịch liệt tiếng. Oanh minh, ngu xuẩn mất khôn, huyết hổ thần đế nhìn như thủy triều tuôn đi qua người. Nhịn không được gào thét lên tiếng, giống, hổ khiếu sơn lâm, chấn động lại là phiến thiên địa này, màu máu vết tích nương theo lấy hắn gầm dú sóng âm hóa thành hữu hình hướng phía ngay phía trước khoách tán quá khứ một tiếng này gào thét tu vi kia suy nhược thế hệ không có đạt tới thần minh cảnh giới tồn tại rất nhiều đều là miệng phun máu tư nhận lấy trọng thương còn có tu vi càng thêm yếu người trực tiếp là bạo thể mà chết hóa thành một đoàn huyết vụ không tồn tại ở trên đời này mà xông lên phía trước nhất vị cách thần linh cứ việc thân thể chấn động cảm nhận được lớn lao tổn thương bất quá vẫn là gắng gượng gánh vác bọn hắn đã là đi tới huyết hổ thần đế trước mặt trên dưới đường tề công hướng phía trước mặt tồn tại hung hăng chào hỏi bắt đầu không thể không nói bọn hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là mười phần hưng phấn quá khứ huyết hổ thần đế tại bọn hắn trong mắt đó là cao cao tại thượng dưới mắt lại là tự mình cùng bọn hắn động thủ bắt đầu cho dù chết cũng đáng đông nặng nề tiếng va chạm tại huyết hổ thần đế trên thân nổi lên hắn thân thể bốn phía cũng là có màu máu khí tức. Chặn lại những này tàng võ vị cách thần linh tiến công, chết. Huyết hổ thần đế trong ánh mắt hiện ra một tia ngang ngược cảm xúc. Đột nhiên một trường vỗ kích quá khứ, hổ trưởng uy mãnh vô song, vẻn vẹn một trường này. Liền đã để không gian có chút vỡ vụn mà chạm mặt tới tàng võ vị cách thần linh. Nhìn qua tựa như là chủ động đem đầu nghênh một trưởng này, ba to lớn âm thanh nổi lên đây tàng võ vị cách thần linh, bị gắng gượng đánh nổ đầu, trong lúc nhất thời. Vây công tàng võ vị cách thần linh, đều là giật nảy mình, cho dù là người khởi sướng huyết hổ thần đế mình. Cũng không khỏi giật mình, có chút giật mình, tại hắn cảm giác phía trên. Mình đập giống như không phải một cái thần linh đầu, mà là một cái bình thường đại dưa. Thanh Thúy rất, nếu là bình thường tình huống, liền xem như huyết hổ thần đế muốn nhẹ nhàng như vậy đánh nổ một cái vị cách thần linh. Không có đơn giản như vậy, làm sao năm tên nữ đế thế giới áp chế lực. Quá mức khủng bố, tăng thêm bọn hắn là tại tàng linh bên trong. Thiên địa quy tắc áp chế lực cũng là trấn áp tại bọn hắn trên thân, hai bút cùng vẽ. Để bọn hắn thực lực chiến lực trên phạm vi lớn hạ xuống, như thế, ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Huyết hổ thần đế trên mặt lộ ra tiếu dung đến lần nữa hướng phía những này vị cách thần linh xông tới giết mà nguyên bản vây công huyết hổ. Thần đế vị cách thần linh cũng là sắc mặt thu liễm, vội vàng triệt thoái phía sau. Không còn như là lúc trước đồng dạng như ông vỡ tổ sông tới giết. Xung phong đi đầu, lúc đầu bọn hắn là dựa theo kinh nghiệm, muốn ỉ vào nhiều người. Vây công huyết hổ thần đế, người một cái, ta một cái. Tiến công liên miên bất tuyệt làm cho đối phương mệt mỏi ứng phó, ai có thể nghĩ đến, Tình huống ác liệt đến nước này, nữ đế thế giới áp chế lực còn có thiên địa quy tắc áp chế lực. Hai bút cùng vẽ phía dưới, bọn hắn không chịu nổi một kích như thế, quần công. Cùng nhau trùng sát tình huống liền đã không thích hợp, chỉ có thể là một cái chiến đấu, huyết. Hổ thần đế chuẩn bị truy sát tới thời điểm, trước mặt bỗng nhiên là thanh phong hiển hiện. Ngăn cản hắn đường đi, dù cho là hắn. Cũng có thể cảm nhận được đây thanh phong bên trong uy năng, hắn đưa tay huyết quang trong tay tâm phun trào nắm nâng hướng lên chặn lại đây lăng không xuống thanh phong ba đánh ra âm thanh nổi lên cái kia rơi xuống thanh phong cứ như vậy bị huyết hổ thần đế một trưởng đánh vỡ nát phiêu tán đến giữa không trung hắn ngẩng đầu đến liền nhìn thấy cái kia liễu triền phong ở phía xa trên không hoàng kim khung xe bên trên quan sát bên này trong tay bảo châu màu xanh vẫn như cũ có gió đang lưu chuyển, huyết hổ thần đế cao mày. Trong mắt nổi lên vẻ tức giận, hắn lại là bị như vậy một tên tiểu bối đánh lén. Còn mặt mũi nào mà tồn tại, có thể khi hắn chuẩn bị xông về phía liễu triền phong thời điểm. Lúc trước rời đi vị cách thần linh nhóm, lại là lại giết tới, cách không oanh kích. Tại hắn quay đầu thời điểm, nhưng lại là ô ương ương lui bước, huyết hổ thần đế lại muốn truy. Thời điểm, liễu triền phong thanh phong, cũng là lại lần nữa rơi xuống đánh vào hắn trên thân thanh phong uy năng không tầm thường bị đau dưới huyết hổ thần đế tức giận không chịu nổi mà vừa lúc này lúc trước lui bước vị cách thần linh lại là lén lút trở về muốn chết huyết hổ thần đế gào thét lên tiếng hắn không thể chịu đựng được đối phương dạng này tiểu nhân hành vi tới tới đi đi lén lút đem hắn huyết hổ thần đế xem như cái gì giống huyết hổ thần đế lại lần nữa gào thét lên tiếng, thân thể lớn lên theo gió. Trong nháy mắt là hóa thành huyết văn tóc trắng cự hồ, đột nhiên bành trướng nổi lên thân hình. Để đưa qua đến vị cách thần linh chờ tay không kịp. Còn đến không kịp né tránh, liền bị huyết hổ thần đế há miệng khẽ cắn. Máu tươi lăng không vẩy xuống, tàng linh thiên địa bởi vì lại chết một cái tàng võ vị cách. Thần linh, đạt được to lớn quà tặng mà huyết hổ thần đế, lại là nhấc trưởng quét ngang đem một bên khác một cái tàng võ vị cách thần linh. Gắng gượng đập vỡ nát, huyết hổ thần đế hiện ra chân thân, cục diện lần nữa ác liệt. Trên không liễu triền phong biểu lộ càng thêm khó coi, hắn linh khí hội tụ hai mắt. Lại nhìn cái khác chiến trường, biểu lộ càng là âm trầm như nước, lúc trước cái kia năm tên nữ. Đế bên trong một trong, tại nội thành phía trên hiển hóa sinh trưởng ra cự mộc. Không có đơn giản như vậy, lại là ngầm sát cơ, tại quy mô tiến công thời điểm triệt để nổi lên, với lại, năm tên nữ đế bày ra sức chiến đấu. Cũng là vượt xa khỏi bọn hắn trong tưởng tượng, để một chút đánh lén tồn tại, bị thiệt lớn. mươi 979, nào có đơn giản như vậy? Thực lực, cố nhiên là một bộ phận, trên chiến trường Satoshi Tuệ. Đồng dạng không thể coi thường, huyết hổ thần đế khủng bố như vậy tồn tại. Cùng không ít thần linh chính diện va chạm thời điểm, còn có võ viêm phá trở đại thần linh chém giết quá trình bên trong gây nên ba động tự nhiên khổng lồ mà tại dạng này hỗn loạn tình huống dưới không ít người đều là lén lút vào thành hướng phía nội thành khu vực bên trong tiềm ẩn quá khứ bọn hắn lần này hành động chính yếu nhất mục tiêu vẫn là năm tên nữ đế mà cùng bọn hắn hợp tác liễu triền phong chờ nhất mạch bản thân liền là tàng linh tồn tại mục tiêu thì là cầm xuống lưu sơn phủ cái này tân long khởi chi địa một phương diện khác còn muốn dò xét trong nội thành một số bí mật nhìn xem lưu sơn phủ trong khoảng thời gian này hiện ra bực này biến hóa bên trong là không phải có cái gì đặc thù nguyên nhân căn cứ quá khứ cổ lão truyền thuyết thật lâu trước đó tàng linh là có đại bí mật một cái nữa càng trọng yếu hơn nhiệm vụ dĩ nhiên chính là giải cứu tàng võ ba vị hoàng tử nếu là không giải cứu được nói liền phải đem ba vị hoàng tử đánh giết nghĩ đến nơi này không ít tiềm ẩn tàng võ tồn tại trong nội tâm tràn đầy hâm mộ, đến cùng là tàng võ hoàng tử. Đãi ngộ chính là muốn tốt hơn nhiều, giống bọn hắn ở cái địa phương này đã sinh đà tử. Dựa vào đó là liều mạng, nhờ vào đó lập công. Nhìn có thể hay không có một cái càng tốt hơn tương lai, trái lại đây tàng võ hoàng tử. Chết sau liền có thể để tàng võ đại đế phục sinh, giữa người và người. Quả thật là không có cách nào đánh đồng A, rất nhanh bọn hắn cũng là đem trong lòng phức tạp như vậy cảm xúc quét sạch ra ngoài. Chuyên chú vào trước mặt tiến công, có thể khi bọn hắn leo lên đến trên tường thành về sau. Lại là không hiểu cảm giác, có một chút đầu váng mắt hoa, cuối cùng vẫn là có linh hồn cứng cỏi, tâm cảnh thanh minh người. Phát hiện vấn đề, cái kia năm tên nữ đế bên trong, vị yêu tộc nữ đế thi triển thuật pháp. Để nội thành trên tường thành sinh trưởng cự mộc cũng không phải là vô dụng công nhìn kỹ cái kia cự mộc phía trên không ngừng có màu xanh nhạt bột phấn là bay lên tung bay tại trong giữa không trung bọn hắn hút vào về sau sinh ra ảo giác trên thân nhiễm về sau càng là sẽ bị đối phương cảm ứng được cũng là vì cái gì có tồn tại lén lút chui vào nội thành bên trong muốn hướng năm tên nữ đế đánh lén lại là sẽ bị đối phương sớm phát hiện một phương diện khác năm tên nữ đế liên thủ bày ra năng lực chiến đấu vượt xa khỏi đám người tưởng tượng nữ võ thần đế cơ ngưng quăng cảnh giới là đại thần linh chính diện chém giết năng lực kỳ thực cũng không tính rất cường hoành nàng dựa vào chính là tự thân năng lực thiên phú sinh ra thế giới áp chế lực đồng thời có kinh người vô cùng năng lực phòng ngự nhưng cùng mặt khác bốn tên nữ đế liên thủ về sau nàng thậm chí đều không cần lại độ xuất thủ tiến công chỉ cần chuyên tâm tiến hành một cái phòng ngự liền có thể xuất thủ giao cho bốn người khác đông nặng nề tiếng va chạm lại lần nữa vang lên đột phá phương hướng chui vào nội thành tiềm ẩn vị cách thần linh đã lách qua phía trước huyết hổ thần đế từ mặt khác phòng tiến khu vực tiến đến bọn hắn đối diện trùng sát cũng là bị cơ ngưng quang cự thuẫn gắng gượng ngăn lại vô pháp tới gần thiên địa quy tắc áp chế nữ đế nhóm thế giới áp chế lực để bọn hắn thực lực đã suy yếu tới cực điểm mấy người vây công phía dưới đánh vào cơ ngưng quang thuẫn bên trên phảng phất như là gãi không đúng chỗ ngứa không đáng giá nhắc tới ngay cả để cơ ngưng quang thân hình lắc lư đều làm không được càng đừng đề cập cơ ngưng quang thần quang lóng lánh phía dưới sơn nhạc hư ảnh hiển hiện, hiện cự thuẫn di chuyển về phía trước cùng bọn hắn công kích chủ động đụng nhau cái kia to lớn phản chấn lực lượng không chỉ có để bọn hắn không vững vàng thân thể, quơ lui lại, phản khiển trách phía dưới. Đám này thần linh cũng là yết hầu phát ngọt, hung muộn khí đoản ngột ngạt khó thở. Mắt nổi đom đóm, đồng thời trêu tức tiếng cười, cũng là tại bọn hắn vang lên bên tai, chợt gần chợt xa. Hiện tại, còn chưa tới phiên các ngươi tới gần thời điểm, nương. Theo tô mộng ly tiếng nói vừa ra, nàng đuôi cáo triển khai. Tại cơ ngưng quăng đưa tay phất phất tay, không trung hiện ra rừng rậm phảng phất bằng bạch sinh trưởng mà ra đem bọn hắn lẫn nhau thân hình ngăn cách ra che đậy ánh mắt trong rừng phiêu đẳng màu xanh nhạt sương mù thỉnh thoảng có hồ hỏa hiển hiện cái kia tàng võ vị cách thần linh lập tức là lâm vào trong đó lạc mất phương hướng bọn hắn cảm giác bị hỗn loạn tất đại đạo chi lực bị che đậy mở to mát tứ phương nhìn lại chỉ có cây cối không có đường rời khỏi cái này lâm tử tiếp tục như vậy chúng ta đó là mắt mù trong đó có tàng võ vị cách thần linh vội vàng la lên ngữ khí lo lắng dạng này phương diện chiến đấu phía dưới có thể dùng loại biện pháp này đem bọn hắn cảm giác che đậy để bọn hắn lâm vào dạng này mê trong rừng vô cùng nguy hiểm bởi vì ai cũng không biết lúc nào liền có công kích từ âm thầm bay ra ngoài mang đi bọn hắn tính mệnh hắn nhắc nhở lên tiếng thời điểm liền lập tức thay đổi phương hướng hướng phía trong rừng này phía dưới bắn vọt quá khứ muốn rời khỏi, đồng thời để cho hai người hướng phía phía trên bắn vọt quá khứ. Tận lực chạy ra phiến khu vực này, ầm ầm. Lôi đình oanh minh âm thanh, đột ngột nổi lên. Từ trên không rơi xuống, mang người hướng phía phía dưới tiến lên cái này thần linh. Quay đầu nhìn thoáng qua, chính là nhìn thấy một cái tóc trắng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Đã là cầm trong tay cự thương, lăng không rơi xuống, lóe ra lôi quang khủng bố lôi đình trường thương lăng không mà lạc tựa như thiên phạt cái kia màu tím lôi đình ở phía trên trong rừng tùy ý tán loạn xét đánh mộc mộc cháy đen bị xét đánh về sau rừng cây hóa thành cháy đen tình huống về sau cũng không có vỡ vụn ngược lại là từ cái kia vết rách bên trong loáng thoáng giữa toát ra một tia lôi quăng xoạt xoạt vỡ vụn âm thanh vang lên về sau những này bị oanh kích cháy đen cự mộc lập tức là vỡ vụn thành từng cây màu đen lưỡi dao rơi xuống phóng tầm mắt nhìn tới phảng phất như là đối phương mang theo lôi đình rơi xuống còn có màu đen mưa rơi xuống phóng tới phía trên muốn thoát đi mảnh này còn lại hai người vội vàng muốn ngăn cản càng là phất tay tiến công đông lôi thương trí thượng mà xuống nặng nề lại cực kỳ có lực xuyên thấu trực tiếp đem bọn hắn phản kích đánh vỡ nát xét đánh mộc hóa làm màu đen lưỡi dao cũng là nhao nhao cắt bọn hắn hộ thân bình chướng còn lại càng là dư uy không giảm hướng về phía dưới truy kích cái kia hướng phía phía dưới thoát đi đám người oanh lần này bạo tạc to lớn tiếng oanh minh vang dội đến đem hai cái này thần linh trực tiếp đánh toàn thân cháy đen trong miệng phun ra máu tươi hướng phía phía dưới rơi đi dù sao cũng là thần linh chỗ nào dễ dàng chết như vậy càng huống hồ xuất thủ long khâu bạch thanh mới là tân tấn thần linh có thể mượn giúp cùng tô mộng ly phối hợp cũng là đem hai người đánh trọng thương rút lui trước bên dưới cái kia hướng phía dưới đột phá thần linh vội vàng hướng bên người đồng bạn hô mà bên cạnh hắn người cũng là đột nhiên xuất thủ linh khí hóa thành dây thừng đem hướng về phía dưới hai người nhốt chặt lôi kéo đến bên người hai tay linh khí đánh tới bọn hắn thể nội đồng thời lập tức là cho cho đan dược nuốt. Làm dịu thương thế, cứu trợ cử động nước chảy mây trôi, tốc độ cực nhanh. Để cho hai người thương thế lập tức thư giãn, bảo tồn chiến lược. Rời đi trước đây bất lợi sân bãi, đến cùng là tiềm ẩn nhiều năm thần linh. Đã từng cũng là kinh nghiệm phong phú, phán đoán quả quyết muốn nhẹ nhõm cầm xuống. Cũng không có đơn giản như vậy. Chương 980, phá cục mấu chốt bị phát hiện chính diện va chạm không thành vị cách thần linh mang theo thương binh lập tức muốn rời khỏi đây trong rừng rậm lúc trước bị thương nặng thần linh tại nuốt đan dược về sau thương thế trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng bắt đầu đây cũng là vị cách thần linh điểm mạnh khó mà đánh giết nhưng bọn hắn mới vừa thoát ly rừng rậm trong nháy mắt đối diện lại là đụng phải ngập trời tử sắc liệt diễm thánh ma diễm màu tím biển lửa bao phủ tới mới vừa chạy ra rừng rậm đám người trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó tự mình tiếp xúc cảm nhận được thánh ma diễm bọn hắn cũng không cảm thấy cái này liệt diễm tổn thương đến cỡ nào cường tựa hồ cũng không có cái gì rõ dệt lực sát thương nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương tại lây dính tử sắc liệt diễm về sau thể nội linh khí tại lấy cực nhanh tốc độ suy giảm mau rời đi cái này hỏa diễm có gì đó quái lạ có thể thiêu đốt linh khí hao tổn đại đạo chi lực dẫn đầu cái này thần linh vội vàng gầm rú lên tiếng giờ khác này hắn trong đầu cũng là ông ông tác hưởng vì cái gì đối phương thủ đoạn như vậy nhiều tầng tầng lớp lớp trong nội tâm cũng mười phần bực bội không chịu nổi dù sao bị thế giới áp chế lực trấn áp còn có thiên địa quy tắc áp chế không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực phi thường ảnh hưởng hắn chiến đấu. Nếu là dưới tình huống bình thường nói, nơi nào sẽ bị chế ở đây? Đã sớm trùng sát ra ngoài, đối phó loại này tân tấn thần linh. Tốt nhất biện pháp đó là lấy lực phá pháp, cưỡng ép ngạnh kháng, dưới mắt. Chỉ có thể tưởng tượng, bọn hắn không có dạng này điều kiện, đều cẩn thận chút. Hắn mới vừa lên tiếng, mang người ra thánh ma diễm phạm vi thời điểm đối diện liền đụng chúng lạnh thấu xương kiếm quang kiếm quang hàn ý tư tán đông kết lấy bốn phía giữa thiên địa két âm thanh hiển hiện cả phiến thiên địa đều phảng phất là bị đông lại đồng dạng vô cùng quỷ dị lại ngẩng đầu thời điểm liền có thể nhìn thấy cái kia tử nhược yên lãnh nhược hàn xương khuôn mặt cùng hất lên kim giáp thân thể cầm kiếm rơi xuống một kiếm này bên trong chất chứa uy năng nghe rợn cả người mang theo cực hạn áp chế lực ngũ hành ngũ sắc đều tại trong kiếm quang trong chốc lát một kiếm này hoa thải nở rộ mà ra để bên trong vùng thế giới này bất kỳ cũng vì đó thất sắc nơi đây động tĩnh càng là hấp dẫn quá nhiều ánh mắt nhao nhao hướng phía nơi này nhìn sang cho dù là huyết hổ thần đế cũng là không chịu được ghé mắt nhìn sang thế giới chi lực cảm thụ được kiếm quang bên trong ba động còn có bên trong chất chứa khí tức huyết hổ thần đế nhịn không được la lên không thể tin kiếm quang này bên trong chất chứa lực lượng đó là thế giới căn bản lực lượng vì cái gì cái này nữ đế có thể thi triển đi ra không đúng lại cẩn thận quan sát hắn cũng phát hiện vấn đề đây là năm tên nữ đế lực lượng đều tập trung vào một mình nàng trên thân lúc này mới chạm ra như vậy một kiếm mà cái này mới là đối phương chân chính át chủ bài sao thế giới áp chế lực là một mặt các nàng còn có đem lực lượng hội tụ một điểm bộc phát ra thế giới này căn bản lực lượng thủ pháp mà một kiếm này đối diện tới thời điểm mới vừa thoát khốn tàng võ vị cách thần linh đã thần sắc ngốc trệ đáy mắt chỗ sâu hiện ra vẻ tuyệt vọng đến chính diện tiếp xúc cái này kiếm quang nhìn cái này kiếm khí bên trong khí tức cùng màu sắc hắn liền đã biết mình tính mệnh chỉ sợ là muốn bàn giao ở cái địa phương này ai nửa ngày qua đi cái này tàng võ thần linh cũng là thở dài một cái phảng phất là nhận mệnh đồng dạng, nhắm hai mắt lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Đây ẩn chứa thế giới căn bản lực lượng kiếm khí. Đem hắn thân hình triệt để chém ra, có vị cách thần linh chi cảnh tồn tại. Liền xem như bị một phân thành hai, cũng sẽ không chết. Bởi vì bọn hắn có vị cách chi lực duy trì lấy tự thân tồn tại. Trọng thương cũng có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục nhưng dưới mắt. Không giống ngày xưa, thế giới căn bản lực lượng chất chứa kiếm khí chạm tại bọn hắn trên thân, đem bọn hắn cùng giữa thiên địa liên hệ. Triệt để chém ra, thân thể bị chém ra, thể xác tinh thần cũng là bị giết, không có khí tức. Hô, chạm ra món này từ nhược yên, cũng là vung vẩy trong tay kiếm, khẽ nhả khẩu khí. Nhẹ nhàng lấy tâm tình, đây liên tiếp sát chiêu. Cũng là các nàng cũng sớm đã diễn luyện thành công, ngũ đế chi lực hợp nhất. Ngũ hành chi lực làm gốc, ngưng tụ trên thân kiếm chảm ra, cũng là đang cùng tiêu thiên lông tơ hóa thành chiến đấu thời điểm suy nghĩ tu hành đi ra bản sự thi triển đi ra quả nhiên gặp được kỳ hiệu đây sáu tên ngày xưa tiềm ẩn tại tàng linh thần linh nhóm liền chết tại các nàng hợp lực dưới kiếm đồng thời tại bọn hắn chết đi về sau giữa thiên địa quà tặng cũng là hiện lên đi ra bọn hắn chết đi cho tàng linh thế giới lần nữa mang đến đề thăng làm xong đây hết thảy về sau tử nhược yên mấy người cũng không có tiếp tục xuất kích tiến công chỉ là tại nội thành trung ương lực trận. Thì triển thế giới áp chế lực cho toàn bộ chiến trường tiến hành một cái chạm tràng, người. Nguyện mắc câu, các nàng đó là làm cho người chú mục ánh sáng. Nóng bỏng hỏa, chờ lấy những này phi nga nhào tới, nhưng mà chết đi. Có năm tên nữ đế lực trận, toàn bộ chiến trường chiến cuộc. Đã hiện ra thiên về một bên trạng thái, duy chỉ có có thể kiên trì nổi người. Đó là những cái kia nuốt viên đan dược, dùng đến thủ đoạn thần bí đạt đến vị cách thần linh chi vị tàng linh người tỷ như liên hạo nhưng giờ phút này liên hạo tình huống nhưng cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy chính diện chém giết phía dưới liền xem như có hai cái vị cách chi lực nhưng là đối mặt cái này đại thần linh còn có một cái vị cách thần linh phụ trợ căn bản không chiếm được tốt trừ cái đó ra còn có năm tên nữ đế thế giới áp chế lực để hắn chém giết bắt đầu phi thường thống khổ khó chịu phanh giao thủ lần nữa về sau phản khiển trách cường đại va chạm lực lượng để hắn bay về phía nội thành tường thành phương hướng nhìn mình bay qua phương hướng rõ ràng là đại đức đế tuyết hắn còn có ngày xưa lão sư hoàng đạo tôn chỗ liên hạo hơi biến sắc mặt về sau sinh lòng một kế hắn đột nhiên mượn nhờ cái này lực lượng xông lên nội thành trên tường thành oanh câu trông cơ thể mình lực lượng trong nháy mắt là ầm vang bộc phát ra hiện ra cực kỳ khủng bố khí tức trong nháy mắt đem tiết hắn còn có hoàng đạo tôn đẩy lui đồng thời hắn càng là hướng phía tiêu thiên phương hướng vươn tay tiến đến đuổi bắt lúc trước chiến đấu quá trình bên trong hắn cũng sớm đã quan sát người này cảnh giới phi thường yếu với lại tại vừa rồi quan sát chiến đấu quá trình bên trong đối phương vui chơi giải trí thời điểm cảnh giới thế mà còn đột phá mới khó khăn lắm đạt đến thập giai thánh cảnh tăng thêm trên người đối phương vương bào chế thức quy cách, hắn loáng thoáng. Đã nhận ra cái này nam nhân thân phận, nói không chừng. Hắn cùng cái kia bốn tên từ hạ giới đến nữ đế, có chỗ quan hệ. Không chừng chính là các nàng trong đó vị nào thân vương phu quân, ỷ vào cái thân phận này. Mới cùng tuyết hắn cùng hoàng đạo tôn cười cười nói nói, vui chơi giải trí, như vậy. Hắn cũng đại khái hiểu tiết hán cùng hoàng đạo tôn vì cái gì từ đầu tới đuôi đều không xuất thủ chỉ sợ bọn họ không xuất thủ đó là chuyên môn bảo hộ tên mặt trắng nhỏ này là đó là như vậy không sai nếu không có như thế nói hai vị này cường hoành chiến lực không xuất thủ lại là vì cái gì chỉ sợ lần này giới nữ đế thành thật như vậy nghe lời cam tâm làm mồi nhử thiết lập cục này bên trong một cái đại giới đó là để cho người ta hảo hảo bảo hộ nàng trượng phu nếu như mình cầm xuống người này nói không chừng liền có thể phá cục